Cái đó ta đi chân, ta đi chân vịt thì ta ở trên ta lùa, còn nhảy xuống bơi chung vịt luôn. Không. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. À, chúng ta bắt đầu giới thiệu về mình. Mời bạn. Xin chào anh Quỳnh Ly và chị Cát Tường. Chào các bác, các anh, các chị cùng toàn thể quý vị và các bạn. Bạn tên là gì? Dạ, em tên là Hoàng. Gì Hoàng? Hồ Sĩ Hoàng. Bao nhiêu tuổi? Dạ, 29 anh. Em làm cơ khí chế tạo anh ạ. Cơ khí chế tạo? Ví dụ như là cái trường quay, vấn đề sắt, về vấn đề sắt thép gọi là... Là em hàng chị này kia đó hả? Dạ vâng. Rồi, cho nó quê bạn rồi. Ở đâu? Dạ, quê em ở Nghệ An, chị Cát Tường ơi. Rồi, rồi. Mời bạn nữ giới thiệu. À, dạ, xin chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh ạ. Chào bạn. Lời đầu tiên thì em xin gửi lời cảm ơn đến ekip chương trình và đặc biệt là cảm ơn biên tập viên Thanh Trúc là cái người đằng sau ánh đèn sân khấu đã rất là tận tâm vì em. Khi em được giới thiệu, em tên là Thúy Vân ạ. Năm nay em 26 tuổi và em đang là giáo viên can thiệp cho trẻ đặc biệt ạ. Quê bạn ở đâu? Em sinh ra ở Nghệ An. Vào Kiên Giang sinh sống và hiện tại thì đang lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Ồ, bạn bên đây ở Nghệ An mà bạn nói tiếng khác, bạn bên kia cũng ở Nghệ An mà bạn nói tiếng khác. Là dạ, sao vậy ta? Dạ, chút nữa có màn so tiếng cũng được anh. À, có màn so tiếng ha. Đó, rồi, vui lắm. Nói. Rồi hai người tự nói chuyện với nhau qua bức màn thử xem sao. Nhiều lúc nói cái tiếng địa phương nó khó hiểu lắm anh. Kệ cho em, cứ hai người hiểu là hai người hiểu được rồi, đâu cần ai hiểu. Anh cứ nói đi, em hiểu mà. Gọi chứ không hiểu cả. Nói đi. Ông nói được, nhưng mà bộ menu anh với liver mà anh nói lại được cái vịt chay bộ đó đó chứ. chứ mẹ em nói là con chủ nhà em bây giờ nó ảnh toàn mình lõi, bây giờ không biết mình sáo rồi. Được rồi, phải chiêu, phải tìm, em phải tìm cáo cái là để cáo tìm trúng rồi. Được là dọn ngáo đúng không? Anh đi tìm cóc mà em, anh đi tìm trấu mà em lại đi tìm cóc cái này. Em đi tìm con chủ, đâu có tìm con trấu. Đi ăn tìm trú rồi. Tu là chủ. Tu là con trâu anh. Hai người nói tiếng Nghệ thì tưởng nói tiếng Anh. Thôi nói tiếng lại đi, nói tiếng... Muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Chuẩn men. Bển có chuẩn men không? Dạ không chị ơi, em gầy gầy mấy em này không có chuẩn. Ủa là sao? Em hô hao men à, chứ không có chuẩn, hô hao thôi chứ. Này ảnh hơi men à, hơi men à. Cái gì nữa không em? Yêu thích thể thao, hiền, xòe xà một chút. Thường ta muốn người chỉnh chu, còn em muốn xòe xòa một chút là sao chị không hiểu. Cách cư xử hoặc là trong cái cách ăn mặc cũng đừng có kỹ tính là bắt bạn nữ phải như thế này, phải như thế kia. À, bắt bạn nữ hả? Còn dạ. Bản thân bạn nam mà ăn bần sao không được? Ví dụ như khi mà đi tiệc thì nên lịch sự, hoặc là khi ở nhà thì có thể thoải mái, tức là vậy. Ở nhà khỏi mật vậy trơn là thoải mái nhất. À, còn một tiêu chuẩn quan trọng chị là phải biết nhậu. Như vậy? Dạ, về miền Tây ba em nhậu, ba em là cứ anh nào về cũng lôi vô nhậu hết á, mà không biết nhậu là thôi rồi. Kiếm người không biết nhậu, cô nào cũng biết nhậu, lạ thiệt. Dạ. Biết nhậu không anh? Thì em nhậu dữ dằn lắm chị. Dạ. Rồi, vô nhậu luôn. Rượu hay nhậu bia, nhậu bia? Trước nhậu rượu em 4 người hết cấp 14 lít à. Thiệt hay nói giỡn vậy? Dạ, em nhậu từ 8 giờ tối hôm nay, 8 giờ tối ngày mai mới nghỉ mà. Bạn gái là thích chàng trai có chơi thể thao không? Có chơi thể thao môn gì không? Em thì bơi lội được, leo trèo thì không ai bằng rồi. Bơi giỏi lắm hả? À, cũng được. Suốt ngày em theo đường vịt chứ xong á, có lên bơi đâu. Ủa, ta đi chân vịt thì ta ở trên ta lùa, còn nhảy xuống bơi chung vịt luôn. Không, thì bởi vì nắng chứ, ngoài quê chỗ Lào nắng thì lắm. Thì là nhảy xuống sông cho nó đỡ nắng, tránh nắng. Rồi, đúng rồi, tránh nắng là coi như bơi đua với vịt luôn. Đúng rồi, bơi hơn vịt chứ vịt sao được. Có nào bơi đè lên vịt không? Có, bắt vịt làm thịt mà anh. Thôi, thôi. Xuống... Ủa, mấy cái khúc mà miền Trung lũ lụt và lũ nước dâng cao là nhảy xuống bơi luôn hả? Đúng rồi, nhảy xuống bơi luôn thì em cũng vừa suýt bơi giỏi mà suýt chết vì cứu người đây. Em nhảy xuống cứu, ôm được hai người chứ không cứu được. Cuối cùng thì vào vùng xoáy thì có một thấy người ta trôi cũng bó tay. Em cũng bị nhấn chìm ở trên, hai mươi mấy người đứng trên giò cũng... Là ai cứu em lên? Chẳng có ai cứu. Nói chung là may mắn em thoát được thôi. Hèn chi nữa, hồi giờ cũng khác nha. Mà bây giờ mình muốn tìm người vợ như thế nào? Cao thì 1m50 đổ lên là được chị. Như chị cắt tiền được rồi. Hoặc thấp hơn cũng chẳng sao đối với em. Ủa mà sao nói chuyện không nhìn thẳng một chỗ mà cứ nhìn qua nhìn lại lấp liên vậy? Không, cũng về dân gian mà em sợ chị. Em sợ con gái lắm, nhìn anh còn lên nhìn chị sợ, em sợ. Ủa thích con gái hay thích con trai? Em thích con gái chị. Chút mở màn lên nhìn con gái phải nhìn chăm chăm vô người ta nói chuyện nha, đừng có liếc qua liếc lại nha. Dạ nhìn chăm thì em mình phải chớp mắt nữa chị. Cái ngoài đầu cái nữa. Cũng lành quá ha. Bơi hơn dịch là biết rồi.
Em nhìn chị trừng mắt lên cái này em sợ đấy, run thì nói chị. Được. Bắt đầu sao bình thường thôi. Cùng quê mà mình nghe giọng ảnh mình đoán. Không, em lái giọng rồi chị ơi. Tôi hỏi bên đây, tôi không hỏi bên kia, lanh quá. Em thấy lanh, chắc cũng hợp. Hợp hả? Dạ. Đấy, dạ, chào anh Nguyễn Linh. Cô giáo tâm lý ha? Dạ, cô giáo dạy trẻ đặc biệt. Dạ. Dạy trẻ đặc biệt. Em đoán tâm lý rất là hay đúng không? Dạ, cái đó là cũng thuộc kiến thức thôi, chứ còn về năng lực của bản thân thì chắc chưa. Có mong muốn điều gì người bạn trai của em không? À, lo lắng một chút, với lại có chí cầu tiến. Biết nghĩ cho tương lai, ví dụ như là bây giờ hai đứa ở đây thì phải ở trọ thì phải tính làm sao đó, biết tính một chút. Đối với em cái công việc sau này thì có thể là cái thời gian nó không có được ổn định cho lắm. Ví dụ như em có thể đi dạy buổi chiều thì cái người chồng sẽ là người mà phụ giúp gia đình những cái việc trong nhà, phụ với em. Phụ giúp trong nhà đó hả? Dạ. Để hỏi này coi làm được không nha. Phụ giúp cái chuyện trong nhà có làm được không? Thì em nấu ăn thì được mà rửa chén em rồi được anh em. Không chịu. Ăn xong đập chén luôn. Thì giặt quần áo cho con cho vợ làm được không? Giặt quần áo của em giờ em còn phải đưa ra tiệm nữa mà anh. Không bằng giặt được mình thấy kỳ kỳ cũng phải. Chịu nấu ăn là được. Tại vì có gì rửa chén này nọ lau nhà quét nhà thì em làm được. Vậy hả? Lau nhà thì em lau được ạ. Lau được hả? Ờ, lau được. Lau nhà lau được. Nói chứ giờ cũng phải tập rửa chén, mừng giặt quá. Quần áo cho con. Mới sanh nó phải giặt quần áo tả cho cái con. Đó, cái đó thì anh Quỳnh Linh chỉ cần đừng phải lo, em nhiều em lắm. Em bắt em làm hả? Giờ em gái rồi, kêu em gái vào làm chứ. Cũng được. Hôm nay mình có đi với người thân không em? Dạ có. Rồi đi với ai vậy? Dạ em đi với hai bạn của em. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường và chào quý vị khán giả. Theo nhận xét của em thì anh đây rất là thật thà, hoạt ngôn, có vui vẻ và rất là có khiếu hài hước, kể chị rất là vui. Em cũng muốn hỏi anh là anh có phải là mẫu người đàn ông của gia đình hay không ạ? Đúng rồi. Mẫu gia đình mà không rửa chén được, không có giặt đồ được. Dạ, theo riêng em thì em thấy anh này cũng được, ok đó chị Vân ơi. Rồi vậy là được rồi. Em có đi với hai người bạn đồng nghiệp cũng. Em chào chương trình và chào tất cả quý vị khán giả trong trường quay. Bạn gái có những cái tiêu chí đề ra thì mình cũng cảm thấy là rất hợp với bạn của mình. Có một số tiêu chí đề ra như là về hiền lành, về xề xòa mà tớ nghĩ là như thế là nó rất chuẩn men với bạn. Rồi chúng ta kéo màn lên cho hai người gặp mặt. Chúng hai ta sẽ có 2 phút nha. Mình tâm các sự bạn, với nhau nha. Cố gắng tâm sự chia sẻ. Nào, 2 phút bắt đầu. Rồi gặp em có món quà nhỏ tặng em. Dạ, cảm ơn em. Anh cảm nhận như thế nào về em? Nói chung em cũng được, dễ thương. Nhìn em thì cũng cao trên 1m50 rồi. Em chắc chắn là một người phụ nữ truyền thống rồi. Thì nhìn anh rất là cao to đẹp trai. Là chuẩn men. Dạ nhưng mà nếu mà tương lai lâu dài thì anh xác định như thế nào? Trên 60 tuổi anh về quê sống. Còn dưới 60 tuổi anh vẫn đi lông bông rồi á. Có vợ có con cũng dẫn vợ con đi vòng vòng vậy đó hả? Dạ vâng chị. Nói chung là đời sống du mục đó em. Không phải là du mục là phiêu lưu chị. À, giấy mèn phiêu lưu ký. Đúng rồi, chính xác, chính xác. À, dịch, đầy dịch phiêu lưu ký. Đó là công việc đặc thù, người ta làm người ta đi tùm lum. Người ta đi người ta muốn bê luôn vợ con đi đâu đi theo vậy đó. Thì em có bỏ công việc của em mà đi theo ảnh hay không? Vì định hướng của em là đi giảng dạy. Bữa này đi, bữa kia đi thì cũng hơi khó. Em có đồng ý không? Tạm thời có thể được anh. Tạm thời thôi hả? Còn lâu dài được không? Em có nghĩa là em chỉ muốn chăm sóc con cái thôi, gia đình thôi, chứ còn không cần thiết phải đi làm. Có nghĩa là anh nuôi đủ rồi thì em nói nghiêm túc đó là chịu không? Rồi 60 tuổi về quê cố định an cư. Không, mà anh nghĩ rằng nếu như mà em bắt vợ ở nhà mà cứ lo nhà hoài, em đi làm thì cũng tội nghiệp. Nhưng mà ví dụ hai vợ chồng đi làm thì con ai nuôi anh? Thiếu gì người vợ chồng đi làm, con vẫn có người nuôi mà. Cái đó thì người ta khác nhưng mà em lại khác. Nhiều người ta vẫn đi làm, con người ta vẫn thành người tốt mà. Thì đó là những trường hợp nó đặc biệt thôi. Còn đâu đặc biệt, nhiều lắm. Thiên chức người phụ nữ là mẹ rồi. Nhưng lẽ không cho người ta quan hệ xã hội, không cho người ta đi làm ngoài hay sao? Trong khi công việc ta rất là ổn định. Nói chung là quan hệ xã hội thì em vẫn cho quan hệ xã hội. Nhưng mà cũng không nhất thiết là phải đi làm. Anh thua em. Bảo thù. Em bắt vợ em. Gia trưởng. Không phải. Không ý là em muốn tốt cho cứ con cái. Ví dụ như tương lai thôi, con gái thôi. Chứ nói một câu gì đó để thuyết phục cô gái nhấn nút. Có thể em sẽ anh sẽ hiểu sâu hơn về em, và em có thể hiểu sâu hơn về anh, thì cái sau này chúng ta có thể tiến tới xa hơn. Đó là một điều anh thấy
hợp lý mà cũng không có gì là xa vời cả. Đó, nói được sao không được. Biết chưa? Anh muốn em nói như vậy đó. Các bạn đang đối diện với hàng triệu người đang xem truyền hình. Ngồi kế bên nhấn nút để yêu, chứ không phải nhấn nút để rồi không gặp mặt nhau nha các bạn nha. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Chúc mừng các bạn. Đấy, nắm tay em cùng đây nè. Ô đó hả? Ừ. Dữ dằn đi. Gì đâu dữ dằn, bình thường mà. Nắm tay em. Nào bắt đầu. Đây là hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn những vé xem phim, thẻ thanh toán quốc tế JCB đến từ Nhật Bản với giá trị 1 triệu đồng để các bạn có thể đi xem phim vừa mua sắm. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax, quà tặng dành cho hai bạn. Đây là bộ ráp và bao gối cao cấp Lotus nhập khẩu từ Thái Lan. Cảm ơn, cảm ơn. Cái gì cảm ơn chị. Nhớ chăm sóc cô ấy kỹ nha. Dạ vâng. Chị thấy em nghĩ không bao giờ. Không, cái này chẳng qua là cái vỏ thôi, quan trọng là cái ruột á. Mong rằng một ngày nào đó họ sẽ gửi thiệp cưới nó cho mình càng sớm càng tốt. Đúng rồi. Như vậy là ông Mai bà mối đã thành công ở cặp đôi đầu tiên. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Hả Mang? Rồi, mời bạn nữ bước ra sân khấu. Rồi, mời bạn nam. Mời bạn. Rồi, mình giới thiệu về bản thân mình đi em. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả. Chào bạn. Em tên là Trần Nguyễn Khánh Trang, năm nay 27 tuổi. Em đang làm kế toán của công ty xây dựng. Quê mình ở đâu Trang? Dạ, em hiện tại sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em tên là Đỗ Hoàng Khôi, em quê em ở Đồng Nai, làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Làm nghề gì Khôi? Dạ, em làm IT anh. Khôi nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 31 chị. Tình yêu của mình lúc trước thế nào bạn? Dạ cũng chắc chở lắm anh. Chắc chở. Mấy mối tình rồi bạn? Dạ được, cũng được ba mối tình rồi chị. Chắc chở lắm quá. Ba mối tình. Mà chủ yếu là có một mối tình là như thời học sinh. Thôi cái đó bỏ qua đi. Cái mối tình nào đậm sâu nhất á? Mấy năm? Dạ mối tình đậm sâu nhất em nghĩ là 3 năm. 3 năm. Nhưng lý do tại sao mình chia tay nhau? Dạ cái thời điểm đó cô ấy đi nước ngoài định cư anh. Rồi cô em quyết định chia tay. Coi như xa mặt xa cách lòng xa quá đúng không? Dạ đúng rồi. Thôi mình bỏ qua chuyện đó đi. Đó là cái đường tình trắc trở của chàng trai bên đây. Còn cô gái bên kia thế nào nhỉ? Em tuy 27 tuổi rồi mà chưa được biết sự đau đớn của tình yêu anh ơi. Trời ơi sao không nói bây giờ chưa biết được sự hạnh phúc của tình yêu mà em được đau đớn. Nghe tình yêu vậy ai dám nghĩ nhớ. Tối quá vậy. Dạ tại em nghe nhạc buồn với phim buồn nhiều quá. Đâu người ta yêu ta hạnh phúc mặt ta rạng ngời chứ đâu có gì đau đớn buồn đâu. Ủa mà 27 tuổi chưa một mối tình nào dắt dai luôn hả em? Dạ đúng rồi. Chị nói y như ba em vậy. Ba em nói vậy luôn hả? Dạ đúng rồi. Có lẽ là tại vì em chậm cho nên là mới ế tới giờ chị. À nguyên nhân ế là do chậm. Dạ. Chậm là chậm sao? Người ta thích em rồi mà em chậm, em chưa kịp thích người ta là chia tay mất rồi chị ơi. À chưa kinh nghiệm gì hết trơn vậy thì mình đặt ra tiêu chí mình tìm bạn trai như thế nào? Dạ bạn trai có kinh nghiệm được rồi, bạn ấy dẫn dắt em. Ủa gặp cái người ta dẫn dắt là đau đớn là sao? Phải tìm cái dẫn dắt nào hạnh phúc chứ. Hy vọng là em may mắn. Ôi đâu có hy vọng gì được, nguy hiểm vậy em. Mình phải tìm hiểu cho kỹ. Rồi mình có đặt ra cái mẫu chuẩn người của mình là người như thế nào không? Cái gốc phải đẹp. Cái gốc là cái nào? Dạ là cái răng và cái tóc á. Trời ơi trời. Rồi gì nữa? Dạ chân dài. Chân dài. Chân dài. Đằng phụ nữ chân dài chứ đừng có lưng dài. Tính cách thì chân thành, tốt bụng, kính già yêu trẻ, dễ thương như Biren. Mộng cũng bình thường á. Dạ. Nhỏ nhỏ thôi chị. Mình thêm đáp ứng được bao nhiêu yêu cầu của cô gái ấy? Dạ, em nghĩ 70% anh. Chân em dài không? Dạ em cao 1m7 chị. Vấn đề cao 1m7 không quan trọng mà chân dài hay lưng dài. Bữa nay người ta thích chân dài, người ta không có muốn lưng dài. Hồi đó thì tôi tưởng đàn ông mới kiếm chân dài, chứ giờ biết ra phụ nữ cũng kích thích chân dài. Dạ em nghĩ là chân dài chứ không phải lưng dài đâu chị.
Yêu cầu của em thế nào? Dạ, mẫu người yêu của em là nói chung hiền, nết na, biết lễ phép với người lớn xíu anh. Em không thích gì ở người phụ nữ? Dạ, em không thích phụ nữ xăm mình nhiều quá. Với lại tóc tai nhuộm xanh đỏ vàng chứ. Với lại người phụ nữ mà đứng núi này trong núi nọ anh. Được không em? Em đâu có đứng núi này trong núi nọ đâu. Em cứ trông thẳng thôi. Để hôm qua anh coi cái nhu yêu cầu của em có còn có tóc xanh đỏ vàng khè không nha. Còn có xăm mình không? Trời ơi, xăm mình dữ vậy chào em. Mới xăm hôm qua. Xăm tóc đen xanh vàng đỏ tím tùm lum hết trơn vậy. Phải chơi vui thôi, dễ thương. Em có yêu cầu gì với người chồng tương lai của mình không? Không hút thuốc. Có thuốc không bạn? Dạ không anh. Rồi, tốt. Không gia trưởng, sạch sẽ, không được ở dơ. Để anh hỏi coi có dơ không nha. Cái này phải kiểm tra chứ, hỏi gì cũng lẽ giờ người ta nói người ta ở dơ. Đúng rồi chị. Ở dơ. Bây giờ mình tự nhận đi. Dạ, chào chị. Dạ, chị thấy em nghĩ em có ở dơ được. Không, cái này chẳng qua là cái vỏ thôi. Dạ. Mà quan trọng là cái ruột á. Dạ không chị, cũng ráng cố gắng sạch sẽ. Có cái tật xấu gì không? Ngủ á hả Hồng? Hả? Ủa là nằm cũng hả, ngồi cũng hả? Dạ không, chỉ có ngủ thôi. Do bạn bè em nhận xét, chứ ở ngoài đường chưa thấy ai nhận xét hết. Rồi bây giờ thí dụ như mình ưng bụng nhau thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Có thể là cuối năm sau chị. Tự em năm nay cũng ngoài 30 chị 31 rồi. Thì ở nhà cũng có hối thúc. Vậy là được rồi. Nhớ không ở giờ nha. Dạ. Bữa nay người ta kỹ vụ lắm. Ở đây quạt quạt, đừng đứng lên coi cái chân dài hơn hay cái lưng dài hơn. Đẹp trai dạ, mà. Sao chị? Trời. Không có chân với cái lưng nhưng cũng đều nhau à. Tao nói đàn ông dài lưng, đàn ông làm biến. Dạ, vậy phụ nữ người ta không có thích. Đó. Dạ em hiểu. Dài không chị hả? Chân thấy dài rồi đó. Thôi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Để xem họ cảm nhận thế nào nha. Thôi, bạn trai bạn đi với ai? Dạ em đi với hai chị của em. Hỏi ý kiến hai chị coi. Mình thấy em dâu tương lai của mình như thế nào? Đó, chào chị. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và quý vị khán giả. Em là chị cả của Hôi. Thì theo nhìn bề ngoài thì thấy bạn gái là hiền lành, dễ thương, cách nói chuyện cũng là thùy mị. Thì cái ưu điểm của em mình á, mà sống cũng rất là nề nếp, không có nhậu nhẹt, cũng không có hút thuốc, cũng cầu tiến, lo làm. Cho nên là sẽ lo được cho bạn gái và cho gia đình sau này. Dạ. Cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn chị. Bạn gái mình hôm nay mình đi với ai? Dạ em đi với mẹ. À có mẹ. Chào Quyền Linh và Cát Tường. Chào quý vị khán giả. Chào cô. Con gái mình thì được cái nó nói nhiều. Dạ. Là cái đó là ưu điểm mà hả cô? Đó, nói nhiều mà cũng vui vẻ lắm, biết giúp đỡ mọi người. Cái ở nhà thì tại vì có một mình con gái thôi, thành ra là cũng ít có giao tiếp bên ngoài lắm. Còn đi đâu thì cũng là xin phép đàng hoàng. Dạ. Mẹ thấy là cái bạn nam bên này á, thì là hiền lành và chững chạc. Thì nếu như có duyên cái ấy thì tùy ha. Chứ mà như à, bạn trai nói chuyện vài câu với bác gái đi. Dạ con chào bác ạ. Dạ. Để bác cho con với lại bạn gái bên kia cơ hội là làm quen. Thì lên đây thì đã là cái tạo mình tạo cái cơ hội rồi. Có duyên có nợ thì là sẽ gặp. Dạ, con hứa với bác là sau này bác con có cơ hội mà quen với em bên đó thì con cố gắng là con sẽ lo lắng cho em, chăm sóc cho em nhiều hơn. Cảm ơn cô nhiều. Bây giờ hai bạn gặp nhau đi ha, để xem tình cảm thế nào cái đã. Nào, kéo màn lên. Chúng ta có 2 phút trò chuyện với nhau. Bắt đầu. Anh có muốn quà tặng em nhiều mà. Dạ, anh có gì muốn hỏi em không ạ? Anh hồi nãy anh ngồi bên này anh có nghe nói là em chưa nói vậy, em chưa quen ai. Dạ, đúng rồi. Cũng có người theo nhưng mà em theo không kịp người ta. Em chưa chuẩn bị. Là em không có thích người ta ạ. Rồi em thấy anh sao? Nhìn anh dễ thương. Dễ thương. Sáng sủa, hợp nhãn. Sạch sẽ không? Chân dài không? Dạ, cũng sạch. Đứng lên cho cô coi cái vụ cái chân cho cô thỏa mãn. Dạ. Dạ không em? Dạ cũng tạm ổn. Vậy cũng được.
thì không biết là em có cơ hội để mình tiến tới với nhau, hẹn hò với nhau được không? Em nghĩ là cũng được. Nếu mà như vậy thì em cho anh cơ hội để tìm hiểu em. Dạ. Mình hẹn hò sao? Mình ra kế hoạch hẹn hò sao đó. Thì một tuần mà em nhắm gặp nhau được bao nhiêu, đi chơi bao nhiêu lần? Thường nếu mà hẹn hò thì nếu mà gấp quá thì ít nhất cũng phải báo với em trước tiếng đồng hồ để em chuẩn bị, chứ em mò lắm anh ơi. Không, một tiếng là ít nữa em. Đó anh. Đó anh. Phải xin mẹ nữa đó. Dạ. Nghe em cảm nhận cái người đối diện thế nào? Dạ em rất em thấy cô ấy rất là, nói chung là xinh gái, cười đẹp. Cũng nói chuyện là nhẹ nhàng dễ thương. Nói chung là cũng là mẫu bạn gái lý tưởng. Wow. Rồi chúng ta nổi người nói một câu gì đó thật là ngọt ngào. Tình cảm một chút xíu. Hồi đó giờ em chưa quen ai thì sau chương trình hôm nay em có thể cho anh cơ hội để được tìm hiểu em, quen em. Nhớ đừng mang cho người ta đau đớn. Cô này cô bị ám ảnh tình yêu là đau đớn. Dạ em sẽ cố gắng. Phải nói đi, hứa với người ta chứ. Anh hứa với em là trong quá trình quen anh không có để cho em buồn hay là thất vọng. Nào, hãy để tay bấm các bạn. Trong ánh mắt của mọi người tôi thấy cảm giác rất là hạnh phúc. Và hình như các bạn đã gặp nhau từ lâu lắm rồi. Và bây giờ chúng ta chỉ còn làm thủ tục trong thời gian 3 tiếng đếm thôi. Hãy bấm nút nào. 1 2 3 Hãy nắm tay nào các bạn. Rồi mình tâm sự tiếp. Chúng ta hãy hôn nhau một cái kỷ niệm lần đầu tiên gặp mặt. Nào chàng trai. Anh hôn tay em. Thấy sao? Dạ thơm. Bạn gái thấy sao? Dạ cũng vui vui. Còn nhiều cái vui lắm. Bỏ ý tưởng đau khổ đi nhau. Vui không à. Thôi bây giờ nè, bắt đầu chính thức. Ngày hôm nay các bạn đã hẹn hò với nhau. Xin phép bác một tiếng đi. Dạ con xin phép bác cho con được hẹn hò với em. Con hứa không để cho em buồn hay thất vọng. Rồi bác nói rồi là yên tâm rồi. Hết. Ba bốn năm rồi. Ba bốn năm. Lý do tại sao một cô gái dễ thương vậy ba bốn năm không quen ai? Em không thích người quá mập. Ốp chút được không? Dạ được. Vậy em bồi bổ thôi. Đó. Ngồi xuống. Mời hai bạn, chúng ta có thể tháo mặt nạ của mình ra. Này chị giúp nha. Hello em trai. Hello chị. Sao? Bây giờ giới thiệu bình tĩnh tự tin không? Tự tin. Bây giờ giới thiệu cho bạn gái nghe về bản thân mình. Em tên Lê Cung Phát, sinh năm 1987, hiện tại em đang ở thành phố Hồ Chí Minh, làm việc tại công ty Liên Hiệp, Bảo Liên Hiệp á chị, ở Bình Tân. Trời ơi, ông nói cái gì Bình Tân tôi không nghe được. Rồi mình đang sống với ai? Sống với ba mẹ chị. Sống với ba mẹ. Dạ. Đông anh chị em không? Ba người chị. Dạ. Em là thứ mấy? Em út trai. Bạn gái giới thiệu đi em. Dạ, chào chị Cát Tường. Em tên là Cao Thị Hồng Mai. Em năm nay 32 tuổi, sinh năm 1987. Em đến từ Tây Ninh, làm việc tại Bình Chánh. Bình Chánh. Dạ. Bình Chánh với Bình Tân giống nhau chứ. Dạ. Bình. Bình. Gần nhau không? Gần nhau chị. Gần hả? Dạ. Ồ, giờ thằng trong thành phố mà chạy cái rẹt là tới. Dạ. Liền à. À. Công việc hiện tại của em là cái gì? Dạ, em là nhân viên văn phòng ạ. Điểm mạnh, điểm yếu của em gái là cái gì? Dạ, điểm mạnh của em đó là hiền. Là biết quan tâm chia sẻ đến mọi người. Còn điểm yếu là nói chung là không được khéo léo lắm. Vì nấu ăn biết. Ít món. Bạn trai biết nấu ăn không? Dạ biết chút xíu chị. Biết chút xíu hả? Biết nấu món gì? Xào chiên. Cái gì xào, cái gì chiên? Chị rau cũng... xào trứng chiên. À, có kén ăn không? Cũng kén chị. Đó, tôi nhìn cái tướng tôi biết kén ăn rồi. Ở bên này sao? Về tính xấu thì là hay nóng tính một chút. Thế còn em, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Dạ điểm mạnh của em á là biết thêm chút xíu, yêu thương chung con nít. Con nhà có con nít nào để yêu chưa? Có con. Con ai? Con chị. À, điểm yếu của em là hơi nóng tính xíu. Nóng tính? Dạ. Nhìn mặt gì mà nóng tính đó hả? Nóng tính xíu mà cũng kiềm chế lại xíu. Xíu rồi kiềm chế. Rồi gì nữa? À, biết sở thích của em á là nghe nhạc, tiếng Anh, nghe cái lương. Sao cái quốc vậy?
Nghe nhạc tiếng Anh mà lại nghe cải lương. Dạ. Thích văn nghệ ca hát gì không? Có thích chị. Làm bài cho nó vui được không? Dạ được chị. Dạ. Mời em. Thương nhau cả bộ làm đôi mình, một lá trầu xanh thắm nở duyên, cứ mỗi chiều về tán buổi chờ, em còn hoài dòng bóng người thương. Anh hứa với em khi nào mình nên duyên anh nào thì một lá trầu xanh cũng nên giờ nên chồng. Hát với anh được không? Đâu chị. Làm luôn, làm khúc luôn. When I was young, I listened to radio, waiting for my favorite song. I wonder where. Trời ơi. Không chị ơi. Không thôi chị ơi. Mà Nhung nghe sao? Hát cải lương rất là mùi. Hát tiếng Anh sao? À, tiếng Anh thì hơi tạm tạm. Tình trường em gái thì sao? Dạ, em trải qua một mối tình ạ. Được một năm thì là chia tay. Ừ, lý do sao chia tay vậy em? Dạ, nói chung là bạn ấy hơi gia trưởng. Từ đó đến giờ em chưa quen ai. Bao lâu rồi? Dạ, 3-4 năm rồi. 3-4 năm? Lý do tại sao một cô gái dễ thương vậy 3-4 năm không quen ai? Em cũng không biết lý do vì sao nữa. Muốn không? Muốn có bạn trai không? Dạ muốn lắm chứ. Mà không thấy ai xuất hiện. Mà không ai xuất hiện. Bởi vì khổ lắm mọi người. Có anh nè. Có anh nè. Anh nè hả? Ờ, có anh nè. Bây giờ Dĩ Tường tiết lộ cho bạn gái nghe một câu chuyện về chàng trai bên này. Cách đây 4 năm, dạ, khi chị còn làm chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, dạ, em có đăng ký tham gia. Dạ, dạ, đúng rồi chị. Nhưng mà không có được chọn, dạ, không đủ tiêu chuẩn. Em lúc đó là công việc cũng chưa ổn định, dạ, cũng chưa có gì đặc biệt nổi trội, dạ. Tướng tá thì hơi ốm yếu, nhưng mà anh kiên trì lắm. 4 năm sau, khi chị Tường làm Hẹn Ăn Trưa, bạn ấy lại tiếp tục đăng ký nữa. Và ngày hôm nay thì xét thấy là bạn ấy đã đủ điều kiện. Cũng... Ủa tôi nói vậy có lố không? Không lố chị ơi. Không lố hả? À. Bây giờ công việc ổn định chưa? Dạ vậy chị. Điều kiện kinh tế thế nào? Bình thường chị. Rồi mai mốt lấy nhau về ở với ai? Ở chung hay ở riêng? Ở chung chị ơi. Làm dâu luôn? Dạ. Rồi có để dành dụm được tiền rồi mua nhà ra riêng không? Cũng có xíu chị. Có chút xíu. Giờ mua được bao nhiêu phần trăm của căn nhà rồi? Thì cũng khoảng chừng 20. 20% hả? Ừ, mua được cái toilet rồi. Để ráng dành dành thêm mua cái phòng ngủ qua cái phòng khách với cái bếp nữa là đủ. Nói chung xét thấy sau 4 năm anh ấy vẫn kiên trì muốn được các tường mai mối. Cho nên là hôm nay chương trình em mời anh ấy để cặp đôi với em. Dạ. À, kinh tế có vẻ ổn định hơn. Sau 4 năm thì người có vẻ lăn lộn hơn với cuộc đời. Vốn liếng kinh nghiệm cũng có. Tuy nhiên cái body vẫn còn hơi thiếu ăn. À, nếu mà cần một bàn tay người phụ nữ chăm sóc, thổi cho ảnh một cái lại là luồng sinh khí mới cho ảnh có thể mập mạp lên chút xíu là anh rất đẹp trai nha. Rồi tình trường của em sao? Trước em cũng tìm hiểu một bạn rồi tự chị. Quen được bao lâu? 3 tháng. 3 tháng? Dạ. Lại tại sao chia tay? Tại vì tính em với tính bạn kia không hợp nhau quá. À, đó là ba mẹ em cũng có biết mà bạn gái rồi thì nhà cho em chơi mấy lần rồi chị. Ừ. Đó về cũng tìm hiểu cũng đi chơi chung với nhau với cho thời gian á, không thấy không hợp với chia tay luôn. Rồi tới đó nay là không có quen ai nữa hết? Dạ không. Rồi bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ em muốn tìm một người bạn trai nói chung là sống tình cảm, biết quan tâm chia sẻ với gia đình, biết hiểu chuyện đối xử hai bên gia đình, biết chuyện. Rồi điều em cần chỉ vậy thôi. Em nghĩ mình phải là người biết điều không? Dạ cũng biết điều xíu chị. Yêu thương gia đình không? Dạ thương luôn. Yêu thích con nít nữa, chăm sóc gia đình, có hiếu thảo không? Cũng có chị. Em nghĩ em có phải là người ga lăng hay là biết chăm sóc cho bạn gái của mình không? Quan tâm để ý không? Cũng biết chị. Hồi đó giờ cái gì mà em gọi là cái hành động gì em làm cho bạn gái mà gọi là ga lăng nhất? Đẩy xe. Đẩy xe ga lăng chỗ nào? Là xe bạn gái hư rồi mình đẩy hả? Dạ. Cái đó bắt buộc rồi. Có làm gì cho bạn gái em? Bạn gái xúc động chưa? Chưa chị. Chưa vậy đâu có ga lăng. Phải học. 8 tháng 3 thì cũng cái tặng quả hồng. Rồi đó là 8 tháng 3, bây giờ ngay bình thường thôi. Bây giờ là một hồi nữa mình hẹn hò với bạn gái nè. Một ngày đẹp trời nào đó mình tới chỗ làm bạn gái, mình đứng mình chờ, mình tặng một bó hoa tặng bạn gái. Với lý do đơn giản là hôm nay anh nhớ em nên anh chờ ở đây cho em tan ca để được gặp em và tặng cho em bó hoa này thôi. Dạ. Yeah. Đâu có cần có lý do gì đâu đúng không? Nhớ là tặng, nhớ là tìm. Được không? Dạ được. Về ngoại hình em muốn tìm một người như thế nào? Em không thích người quá mập. Ốp chút được không? Dạ được, về em bồi bổ lên. Đó, gì nữa nghe câu đó mừng dễ sợ, sợ em chê ảnh đó. Dạ, không thích hói, với lời bụng to.
Bụng đương nhiên ốm, không có bụng to rồi. Dán dán cái máy lên tôi coi coi. Được, được. Không có hỏi. Dạ, cao từ 1m6 trở lên là được. Được. Dạ, không lượm thượm. Không lượm thượm, ok. Còn em? Em muốn tìm bạn gái là phải biết yêu thương chơi gia đình. Rồi yêu thương con nít, biết ăn chút xíu. Và hình là một con tìm 1m6 trở lên. Không có ốm, không có mập. Rồi chị. Được rồi phải không? Có hình gì minh họa không? Em có hình ảnh gì không? Có chị. Rồi, xin mời hai bạn đến với phần nhìn ảnh chọn người. Ảnh này chụp bao lâu rồi? Hai mươi bốn chị. 24 Em có biết sao chị? Đi đấy, 24 là 5 năm trước. Dạ. Lúc này trước lúc ảnh bị ế và chuẩn bị tham gia bạn muốn hẹn hò 5 năm trước nè, 4 năm trước nè. Tìm đi, cô gái ấy là ai? Người áo xanh chị. Sao hay vậy? Áo xanh. Lý do tại sao chọn cô đó? Tại em đoán. Wow, vậy là mẫu người lý tưởng của em là gần giống như vậy. Dạ. Wow, hay nha. Đoán ra không em? Em có chút gợi ý nào cho anh, cho cổ không? Chứ hình 5 năm trước cổ cũng khó nhận dạng quá. Bận áo đoàn mà bỏ áo thùng chị. Nguyên nhóm có mình ổng bỏ áo vô thùng mà. Rồi ổng nói bận áo đoàn, bỏ áo vô thùng. Còn cái gì nữa người ta đoán? Hả? Cho gợi ý thôi, còn em nói hịch tẹt ra rồi. Còn cái gì nữa mà đoán? Thôi, anh nói ảnh đây rồi. Bây giờ em coi ảnh nha. Tưởng tượng ảnh nè, 5 năm sau nè. Mở cửa trái tim. Rồi. Sao? Thấy sao em? Thấy sao? Dạ thấy đúng là 5 năm sau khác thật. Khác nó theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực? Tiêu cực đúng không? Tích cực hơn. Tích cực hơn. Vỗ tay. Ta khen mình đó. Còn em cảm nhận về mở cửa trái tim ra thấy cô ấy sao? Thấy ngoài cũng dễ thương, cũng có duyên xíu. Để em. Dạ em cảm ơn anh. Dạ. Nó nghe nè, tặng quà gì cho anh ta vậy? Dạ, chỉ là một chiếc nhỏ nhỏ xíu chị ơi. Nó sao thấy cái hộp bự vậy? Em có thể mở ra. Em có thể mở ra cho chị Tường coi với. Tò mò lắm. Chuẩn bị món quà này hồi nào? Dạ, mới nãy luôn chị. Tại cũng có chuẩn bị một chú Tường chị. Tường nhỏ, rồi bị bể luôn rồi. Tại trên đường nó bị vấp ngã. Trời đất ơi, bởi đường đời em vấp ngã quá em ơi. Ủa gì đây? Dạ, cái bánh sữa, bánh gì chị? À, tặng bánh ngọt ăn chơi vậy thôi đó hả? Trời đất ơi, sao em cảm nhận về món quà của ảnh như thế nào? Dạ, ngọt ngào quá. Ngọt ngào quá, có sợ béo phì không cưng? Em đang muốn giảm cân. Đó, bên đây đang muốn tăng cân, vậy chắc hộp bánh này có ý đồ tặng cho em để em đút ảnh ăn á. Thì ra tôi ngồi đây thấy thì cũng lanh lắm à, tôi ngồi đây kỳ đà cắn mũi nha. Nhưng bây giờ thì mời hai bạn sẽ thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng D-Magic. Rồi, mời đồ ăn lên. Bây giờ thì chị Tường mời hai bạn sẽ thưởng thức những món ăn rất là ngon tại nhà hàng D-Magic. Đây là món phở Việt và đây là món tập hợp 3 món ăn: bánh xèo, gỏi cuốn và bì cuốn tại nhà hàng nha. Chút xíu chị Tường sẽ quay lại. Chúc hai bạn ngon miệng. Dạ. Yeah. Hôm nay anh đi với ai? Đi mẹ em. Thời gian làm việc của anh là từ mấy giờ đến mấy giờ? 7:30 đến 4:30. Còn em? Dạ, em làm từ 8 giờ đến 5 giờ nhưng cũng có khi dao động đến 6 giờ em mới về. Em là ở chỗ nào bên rồi? Em ở đường Phan Huy Ích nè. Dạ. Đây là cầu Quang Trung. Anh thấy em sao? Dễ thương. Dễ thương. Cái duyên. Dạ, cảm ơn anh. Anh có tiêu chí về một về người bạn gái? Tiêu chí của anh là nãy nói rồi đó. Dạ. Là biết yêu thương cho gia đình, yêu thương nhất rồi. Xin ăn rồi. Em thì cũng không phải là thuộc tức người con gái quá hiện đại. Cũng thuộc hơi cổ cổ một chút. Dạ. Nói chung là em thích một mẫu người con trai gọi là biết quan tâm. Thí dụ như bù đắp cho nhau. Ủa hiện tại là anh làm cái gì? Làm thợ điện em. Rồi trước á anh cũng là bên thông tin. Dạ. Thông tin gia giờ anh làm thợ điện. Bây giờ hiện tại bây giờ là anh đang học tiếng Anh để sư phạm. Em cũng đang học tiếng Hoa. Còn anh học sư phạm, chị học sư phạm luôn. Em ăn đi. Vậy là từ nhà đến giờ chờ đi ra bên coi xa. Em đi làm á mất khoảng 45 phút. 45 phút đi xe máy. Dạ hơi xa, đi xe máy nha. Anh con Út chắc được gia đình cưng lắm. Không có đâu, chị chửi hoài à, chị chửi.
Vậy anh có gì hỏi em không? Có. À, anh cứ hỏi. Vậy cho anh hỏi á, thí dụ mà nếu sau này á mà em có muốn ngồi chồng như thế nào trong tương lai? Thì em cũng chia sẻ với anh rồi đó. Anh nghe, anh nghe một chút xíu ạ. Còn thì lập gia đình là sẽ ở chung với ba mẹ. Đúng rồi, đúng rồi. Em thì cũng không ngại chuyện làm dâu. À, sao ngại sao chứ anh không ngại. Vậy là em có yêu thương cho mẹ chồng hay không? Nó thật. Dạ, nói chung là giống như là em đã nói ngay từ đầu, em cần một người là hiểu chuyện. Tại vì em cũng biết là nếu như mà mình thương yêu gia đình bên chồng thật lòng như thế nào thì hy vọng là chồng sẽ đối xử lại bên gia đình mình như vậy. À, rồi sau này nếu mà có mà anh có lỗi nhưng mà anh có sai có thất thế á, em có hỏi ủng hộ ủng hộ anh cho những đồng đời. À, dạ có chứ, sao mà chưa gì mà xa cơ thất thế rồi. Thì anh trước thì sợ con sau này ủng hộ tính nhà cũng chia tay nữa. Cái này nói thật chứ anh ơi, không có giỡn, thật luôn á. Dạ dạ, đừng có cái gì nói giỡn là được rồi, dạ. Nói thật hết là được rồi. Vâng. Em nói chung là khi đến tuổi này thì cũng nên xác định rồi. Tuổi mình cũng còn nhỏ, dạ. Nên nói chung là khi đến đây thì cũng xác định là như thế nào. Giờ anh dòng xuống này á, dòng xong cho chương trình này á, mình sẽ cho nhau một cơ hội. Và anh muốn kết thúc như là một khoảng đám cưới, đám cưới thật ngọt ngào. Nếu như mà quen nhau thì khoảng bao lâu thì? Cái đó tùy em thôi. Nếu mà anh chờ, nếu mà đồng ý á, thì khoảng 1 đến 2 năm. Tại anh già suy xong, anh rồi đang lo chuyện học hành của anh nữa. Tại tính hôm nay là cuối cùng của anh rồi. Không có ăn hả? Nói không vậy hả? Trời ơi, thưởng thức món ăn đi. Anh nói riết luôn, không cho cô này nói luôn á. Ăn miếng thưởng thức đồ ăn đi em, công tình nhà hàng chuẩn bị cho mình nha. Ngon không em? Dạ ngon ạ. Em nghĩ là trong gia đình thì ai sẽ là người quản lý về tài chính? Bạn nam á, muốn em quản lý thì em sẽ quản lý chứ em không ép buộc. Không gì, không gì hết trơn á. Không gì hết trơn á. Em không có gì để quản lý hết trơn, có tiền bạc gì hết phải không? Dạ. Cũng có quản lý chứ, xíu xíu chị. Tại giờ người vợ lúc nào cũng là quản lý chi tiêu tiền trong gia đình hết. Bằng nước thương á, thì cho em 20% thôi rồi. 20%? Dạ. Được không? 20% được không em? Dạ được. 20% nó để làm gì? Uống cà phê với bạn bè thôi. Cà phê bạn bè. Anh có hay nhậu nhẹt gì không? Không có, nhậu không nhậu. Không thuốc lá luôn. Không, không nhậu, không thuốc lá. Chỉ có cái tội không ăn cho nên ốm thôi. Kén ăn á. Kén ăn. Thích ăn món gì nhất? Món gỏi cuốn. Gỏi cuốn, trời ơi, lấy đút chạy miếng nhau. Lát nào hai đứa đút cho nhau ăn nha không? Nãy em lại đổi phở bên đây cho cổ ha. Dạ. Bánh gỏi cuốn cho em ha, nãy không chịu nói sớm. Gì nước mía? Nước mía. Rồi, chúc hai đứa dắt nhau đi uống nước mía cũng được. Bây giờ chị Tường sẽ cho hai bạn chơi một cái game show nhỏ nhỏ ha. Mình bóc một cái lá thăm rồi yêu cầu đối phương thực hiện những cái yêu cầu ở trong này. Thay đổi rồi. Lựa cái gì? Đọc lớn lên nghe coi. Ba điểm chung của bạn và người đối diện. Nãy giờ câu chuyện mà lắng nghe chia sẻ thì mình thấy mình có điểm chung gì không? Thật thà trung thực. Thật thà em, trung thực. Em cảm nhận bạn ấy nói chuyện rất là thật. Rồi gì nữa? Ba điểm chung. Là người sống tình cảm. Có gì nữa không em? Hiền. Còn em? Còn em á là em thấy có điểm chung gì? Là thật thà. Chung thật thà với thẳng thắn. Sao cả lâm quá vậy? Thầy rung chị ơi. Bạn gái có biết điều chút xíu. Bạn gái biết điều xíu. Cũng là có những điểm chung ha. Rồi mời em gái. Hãy thể hiện mặt xấu đáng yêu làm đối phương cười. Mặt em là cũng là dễ mắc cười rồi đó. Giờ làm xấu cho người ta cười coi. Xấu đâu xấu, chưa có xấu. Ông làm sao mà xấu nhất á, xấu banh là lòng luôn cho tôi coi. Nhìn bạn gái. Ủa vậy là làm xấu rồi đó hả? Có thấy làm xấu gì đâu. Không biết chị ơi, không làm xấu. Banh mắt, móc mắt, lận mắt rồi. Hả miệng, đếm răng, hỉnh mũi gì đó. Làm cho cổ coi coi. Mắc cười không em? Là cho qua không? Qua chị. Thêm một cái nữa đi. Đơn giản quá. Chị ơi, thêm cái nữa đi. Để coi. Không, không có được gì hết trơn á. Thêm cái nữa. Bạn hôn lần đầu là khi nào? Hôn ở đâu? Cảm nhận lúc đó thế nào? Anh chưa hôn. Chị đứng tay thôi. Chưa hôn. Chưa hôn ngoại trời. Quen bạn gái bao lâu mà chưa hôn? 3 tháng. Cái này chắc là cũng là thuộc loại là ca đặc biệt đây. Rồi. Chưa hôn, chưa hôn, lấy gì đâu có cảm nhận.
phải cho qua thôi đúng không, chứ giờ ta chưa hôn mà. Thế em quan điểm sao về việc sống thử? À, không được chị ơi. Ai không được? Em không được chị. Tại sao em không được? Tại vì sống thử trước á mắt là mất kinh hả? Không có. Tại vì em không thích. Em không thích. Dạ. Em thích phụ nữ không? Thích vậy. À, nhưng mà không được. Dạ. Chừng nào mới được? Không cưới. Đám cưới. Hay quá. Cho em cơ hội hỏi lại cổ được không? Dạ. Chịu không? Đọc lớn lên. Hãy nghĩ một biện danh đáng yêu dành cho đối phương và yêu cầu đối phương đặc biệt đặt một biệt danh cho bạn. Mọi người đặt cho nhau một cái biệt danh đi, nãy giờ biết đâu sau này đó là cái kỷ niệm tình yêu đó, cái tên này sau này mình gọi nhau luôn, tên tình yêu. My love. My love. Dạ. Rồi nói với cổ coi. My love là gì vậy? Tình yêu của tôi chị. Tình yêu của tôi hả? Anh vậy anh còn hai chữ thôi. Hai chữ thôi. Anh chàng răng khệ. Không có răng khệ anh chị. Đó. Chứ cái răng đó răng gì? Răng thừa hả? Răng đó gọi là răng gì? Răng dư. Dạ em thích cô gái này không? Dạ thích. Bây giờ em nhìn thẳng vô mắt cổ. Cho em một cơ hội. Không được cà lâm. Nói một điều gì đó thật tình cảm. Anh hy vọng em á, sau này sẽ, nếu mà mình sẽ có tiến tới với nhau á, anh mong em á là phải biết chia sẻ quan tâm với anh chồng cũng như cái hai bên luôn. Cái đó mới mong muốn của em mà, chứ chưa có lãng mạn tỏ tình gì hết trơn á. Anh hứa là sau này á, anh nếu mà anh cưới em á, anh sẽ lo cho em hơn suốt đời luôn. Rồi đó là những cái cảm xúc đầu tiên. Bây giờ là đến cái phút quan trọng. Thì bây giờ sau khi chị Tường đếm 3 tiếng đếm, nếu các bạn cảm thấy đây có thể là một nửa của mình thì mình nhấn thật mạnh vào cái nút bấm. Còn nếu mình cảm thấy không phải thì mình lấy tay ra. Bấm vì cảm xúc của trái tim chứ không có vì lịch sự, không vì bất cứ một ai cả. 1 2 3 Hết thời gian. Đúng là trái tim chung một nhịp, một cái rụp hai bên trùng khớp cùng một lúc. Hôm nay chị thấy là có mẹ của em có đi theo đúng không? Dạ. Chị muốn mời mẹ em lên để chứng kiến cái giây phút quan trọng này được không? Dạ dạ. Dạ, chào cô ạ. Dạ chào cô. Hồi nãy giờ cô ngồi ở bên ngoài thì cô có nghe được câu chuyện của hai bạn không? Chưa nghe được chứ không. Dạ, nhưng mà bây giờ cô nhìn nhận cô con dâu tương lai thì biết đâu sau này cổ là con dâu của cô nè. Thì cô có ý kiến gì không ạ? Cô có cảm nghĩ như thế nào ạ? Thấy cái bé này nó hiền, nói chuyện nghe dễ thương. Dạ, dạ cô. Dạ, cô có lời nhắn nhủ gì với con trai của mình không? Nó phát là coi như là mẹ mong là phát là em muốn quan hệ với bạn thì hai đứa là nếu mà cô cho nhau cơ hội để tìm hiểu cũng lớn hết trơn rồi. Dạ, bồi dưỡng cho anh ấy mập mập lên chút xíu nha, tẩm bổ lên có sức lấy vợ mới chăm sóc cho vợ con được chứ, ốm yếu quá đâu có lo vợ con được đúng không? Dạ. Rồi bây giờ chị Tường thay mặt chương trình và gửi tặng cho hai bạn, đây là những chiếc vé xem phim tại hệ thống rạp Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Bây giờ muốn bạn gái hôn mình hay là mình hôn bạn gái? Đó. Cái đó là tùy bạn gái thôi. Tùy bạn gái thôi, em gái muốn sao? Ảnh chưa có nụ hôn đầu đời. Để ảnh hôn. Để ảnh hôn. Nụ hôn đầu tiên phải cảm nhận nha. Dạ. 30 giây, hít thật sâu. Mời em. Ôi, cảm nhận gì nè? Cũng tới tay. Rồi, hy vọng với sự chứng kiến của phụ huynh nha, tất cả mọi người đang theo dõi chương trình, các bạn hãy cố gắng chăm sóc nhau thật kỹ, tìm hiểu nhau thật kỹ, rồi mình đưa ra cái quyết định. Như vậy là hôm nay là Cát Tường cũng đã hoàn thành xuất sắc vai trò bà mối của mình rồi quý vị ạ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại vào lúc 10 giờ sáng thứ 3, thứ 5, thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media, 12 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần trên kênh My TV. Quý vị nhé, xin chào và hẹn gặp lại. Rồi, mắt tay chào đi gia đình mình ơi. Hẹn gặp lại nha. Số nguyên nhân chia tay của cả ba mối tình của em là nguyên nhân chính là do em nhậu yếu. Ba bạn nó toàn là biết nhậu không. Buồn quá. Buồn quá. Buồn quá. Tại nhắc nhói lòng.
cái gì của mình nó sẽ của mình, còn không phải thì nó sẽ không là của mình. Cho nên là em ok, em chấp nhận hết mọi cái. Nhưng mà cuối cùng thì nó mất thiệt chị ơi. Mất thiệt chị ơi. Mất đầu lắm. Mất đầu lắm. Mất đầu lắm. Bình yên ở đây, ở đây chẳng đâu xa vời. Tình mình dù ngăn cách sông chưa đâu cách lòng, mỗi lần nhớ em sao nghẹn ngào. Dễ chưa? Em một có một đam mê nhìn trộm người ta, nhất là nhìn trộm người ta đi qua đi lại đi chơi thể thao. Khi mà nói ra một cái ý kiến gì đó mà em cảm thấy chưa được thuyết phục á là em sẽ hay tranh luận. Tranh luận về quan điểm. Dạ đúng rồi. Và thường thường em tranh luận những cái vấn đề đó với ai? Thường là sếp em. Trời đất ơi, mình làm tranh luận với sếp luôn à. Nếu mà hôm nay gặp được đúng người, em chỉ có thể nói một câu ngắn gọn thôi. Em chỉ nói một câu thần tượng em nói thôi. Bạn gái bên kia nếu mà anh thích em á, anh sẽ nói em một câu thôi. Anh nuôi em. Anh nuôi em. Anh nuôi em. Tôi nuôi cô. Cát Tường và Hứa Minh Đạt thân quan chào đón quý vị đã đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speed Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Từ lúc mà em làm MC á, em nghe được quá nhiều những cuộc tình hay cũng có, những cái mối tình lãng mạn cũng có, lãng xẹt cũng có luôn. Đôi khi mình trong tình yêu mình nhìn bên ngoài mình tưởng đâu là hợp, té ra chồng không hợp. Không hợp. Có nhiều khi nhìn vô thấy nó không có đâu vô đâu hết trơn, mà cuối cùng hợp, bấm nút lia lịa. Bởi vậy không biết chương trình lúc nào nó cũng làm cho mình bất ngờ hoài luôn á chị. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với chương trình ngày hôm nay bằng sự xuất hiện của hai chàng trai của chúng ta nha. Wow, dễ thương. Và bây giờ trân trọng kính mời hai cô gái xinh đẹp bên nhà gái. Chàng trai màu đỏ trước nè, em giới thiệu về bản thân mình nè. Lần đầu tiên quay hình thì đương nhiên nó hồi hộp lắm, lo lắng mất ngủ mấy đêm nay. Ghê vậy đó hả? Thật sự, nhưng mà hôm nay cố gắng tự tin xíu. Em xin giới thiệu, em tên là Nguyễn Hoàng Như Thắng, sinh ngày 14 tháng 10 năm 1992, quê Bình Phước, hiện tại sống và làm việc ở quận Tân Bình. Em cũng kinh doanh nhỏ nhiều lĩnh vực quá, nếu mà kể về kinh doanh của em hết chương trình cũng không đủ nữa. Dịch em có bán khẩu trang, bán rau củ, bán cơm, nhưng mà hiện tại công ty em cũng mới đóng cửa. Cũng hơi buồn. Em muốn tham gia chương trình để lấy thêm động lực để tiếp tục triển khai những cái mới. Những cái dự án kinh doanh em sắp tới thì nó cũng hơi lớn lao bí ẩn nên em không có dám chia sẻ lên TV để cho mọi người làm theo em. Nhưng mà đã có kế hoạch rồi. Dạ em có kế hoạch rồi. Còn tại sao công ty cũ đóng cửa, là do hậu quả của dịch đó hay là sao? Dạ nói chung là dịch em làm mới được, tại em bán rau mà. Nhưng mà xong hết dịch em lại tham quá. Em đi ôm đờm em mở thêm chi nhánh ra, cái đầu hết dịch người ta không mua của em nữa, bị tham á. Chung là kinh doanh này cũng phải có máu liều. Và đôi lúc tham quá thì cũng thâm. Kinh doanh là nó phải như vậy, kệ bạo phát bạo tàn. Dạ. Hy vọng là cái kế hoạch gì mà đang ấp ủ của em mà chưa thể tiết lộ được đó. Vì chưa biết đó là cái gì, nhưng mà chị tin là một cái người mà nhanh nhạy nắm bắt được kịp cái thời cuộc như em là chắc chắn em sẽ thành công. Dạ em cảm ơn chị ạ. Nè bắt tay có lấy hên nè. Chị Cát Tường là hên lắm đó nha. Chị cho tí động lực nè. Dạ. Em cảm ơn chị nhiều. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là như thế nào? Điểm mạnh của em thì em cũng không có gì ghê gớm, nhưng mà em có khả năng nhịn hơn người thường rất nhiều. Trong mọi cái sự vật sự việc đó, em đều nhịn tối đa được luôn. Thứ hai nữa, ví dụ mọi cái mà áp lực xung quanh mà nó tới với em á, em đón nhận cách rất là bình thản. Chắc là do em cũng coi kinh Phật khá nhiều. Còn điểm yếu của em thì một cái điểm yếu nó rất là đau đầu, đó là cái vấn đề em sống bị cảm xúc quá. Ví dụ như người ta mượn nợ em đi, người ta không trả, em không ép được mà em còn động viên người ta cố lên, cuối cùng không lấy được tiền. Cô gái còn ghé màu đỏ mình giới thiệu đi. Dạ xin chào anh chị Tường và anh Đạt. Em tên là Trần Thị Hòa, hiện tại thì em đang kinh doanh shop quần áo và em sinh ra và lớn lên tại Yên Bái. Em đến đây là tính ra là được 4 năm rồi. Kinh doanh quần áo. Dạ. Một shop quần áo riêng của em. Không, hiện tại em đang kinh doanh online thôi, thì ước mơ của em chắc chắn sẽ có shop rồi. Em vô đây thì ở đâu? Dạ, hiện tại em đang ở quận 8, em ở một mình. Điểm mạnh điểm yếu em là gì? Em thực ra chưa thấy điểm mạnh nào của em nó mạnh hẳn, nhưng mà điểm yếu của em chắc là hơi nóng tính. Nóng tính? Hơi nóng á. Lần nóng tính mà dữ dằn nhất của em đó là làm cái gì? Em cãi nhau luôn ạ. Cãi nhau luôn? Dạ, cãi nhau, tại vì bình thường em rất là ít khi cãi nhau. Đối với em thì em thực sự em không thích nói nhiều. Còn một khi em đã nói là chứng tỏ là em đã nóng á. Nóng lên có tác động vật lý được không? Tác động vật lý thì hơi quá. À không có hả? Không có đâu anh. Đập đồ? Không anh, riêng đập đồ em tây tiếc tiền lắm, không đập đâu. Không đập đâu. Dạ. Nhưng mà phải có điểm mạnh chứ. Nãy giờ thấy em hoạt bát, lanh lẹ. Mạnh có thể là em hơi liều. Đôi khi em không biết là đằng trước em có cái gì nhưng mà em sẵn sàng em làm. Cũng có máu liều giống anh bên kia quá. Dạ đúng rồi ạ, em cũng tự tựa như thế đó.
Kinh doanh là phải liều đúng không? Dạ đúng rồi, tại vì là kinh doanh lúc lên lúc xuống làm sao mà mình kiểm soát được không? Nên là phải liều anh ấy. Phải liều. Dạ. Rồi, đó là thông tin của cô gái ngồi ghế màu đỏ. Bên đây chàng trai ngồi ghế xanh cười cười thành tiếng luôn. Em giờ tới phiên em rồi đó. Dạ đến em. Em họ tên đầy đủ là Huỳnh Võ Kịnh. À, năm nay em Huỳnh Võ gì? Kịnh chị. Kịnh hả? Cái tên lạ vô nặng. Tên lạ. Đó giờ mới nghe. Tại sao đặt cái tên ngộ vậy không? Dạ cái tên này là nó nối tiếp chị của em. Chị của em là tên Vàng. Vàng Kịnh có nghĩa là ông bà ta hồi xưa hay nói vàng kịnh là vàng bóng. Khi mà ba em đi làm giấy khai sinh thì vô tình thêm chữ H vô ra cái tên của em đến giờ luôn. Hiện tại thì em sinh sống ở Đồng Nai, em 34 tuổi. Công việc hiện tại của em là em đang chuyển sang kinh doanh tự do khoảng gần một tháng đây. Cái mảng mà em đang làm việc là bên cái mảng nhà homestay. Trước đó thì em có làm việc bên quản lý chất lượng và quản lý sản xuất ở công ty ở dưới Đồng Nai. Mà hiện tại chỗ ở là ở đâu? Hiện tại em đang ở Đồng Nai, Xuân Lộc, Long Khánh. Tội lên đây cũng xa à? Dạ, chạy lên 100 cây. Đừng chừng nào về? Em định quay hình xong rồi định giữ dẫn bạn nữ đi nhậu rồi mai em về. Hay. Vậy mới được chứ. Tôi thích những người mạnh mẽ, quyết đoán, nói chuyện gì là rõ ràng, dứt khoát. Không ai bấm nút thì rủ chị Tường đi nhậu. Ừ. Em là em mến chị Tường lâu lắm luôn rồi. Em bắt tay chị Tường. Đúng hả? Có làm ăn gì không? Bắt tay tôi, bởi ai cũng lấy hết cái hên của tôi, phải không? Không sao cả, lan tỏa năng lượng tích cực, điểm mạnh điểm yếu của mình. Em thì cũng là một người khá là hòa đồng, thân thiện, vui vẻ. Sở đoạn điểm yếu thì hơi nóng tính một tí. Khi nóng tính lên thì cái biểu cảm, cái cảm xúc nó thể hiện ra ngoài khuôn mặt luôn. Khi đó em vẫn đang chưa khắc phục được. Sở thích của em á, em thì em là một người thích âm nhạc, thích hát hò, thích nói chuyện như vậy nè, thích giao lưu. Đến với chương trình thì Cạnh sẽ gửi tới chương trình một nhạc phẩm. Ghê ghê. Cho anh gần em thêm chút nữa. Ok. Cho Cạnh gần hai bạn nữ bên kia thêm chút nữa. Đúng rồi, mời em. Một chút nhớ em đây, một chút mơ chưa đầy, một chút thương em mà xa như khói mây, một chút nít hơi ấm, một chút thương ấm thầm, một chút yêu thôi mà đau đến cháy lòng. Trái tim anh vẫn dòng máu nóng để yêu em. Sẵn mời ở lại bên tôi đừng tan nhanh. Ngày mai thức giấc thay giữa lòng ngực là hình bóng mây. Nắm tay anh đừng để anh đi, đừng để anh đi. Lỡ sinh ra là để yêu nhau chẳng rời xa đâu. Bình yên ở đây chẳng đâu xa vời. Bạn nữ đâu hát đáp lại cho chị. Cái giọng này chắc chinh phục được không biết đó, bao nhiêu con tim rồi đó. Giọng này chắc nhiều cô rớt lắm nè. Người ta hát hay quá chừng á, cô gái ngồi ở màu xanh à. Bây giờ mình hát trước, mình tâm sự sao em ơi. Hát bài gì nè? Em sẽ hát một đoạn trong bài Hương Tóc Mạ Non. Rồi, về miền Tây nha. Hai chất liệu khác nhau luôn. Nghe em hát câu dân ca sao mượt mà lòng anh thương quá. Tiếng ngọt ngào nào đông đưa nhớ xa xưa. Trời trưa bóng dừa về quê em phù sa bát ngát. Tình mình dù ngăn cách sông chưa đâu cách lòng. Mỗi lần nhớ em sao nghẹn ngào. Dễ chưa? Đúng xấu rồi chị ơi. Dễ chưa? Đừng có giỡn nha. Coi thường con gái là chết nha. Liền rồi, cô gái miền Tây giới thiệu nè. Dạ, em tên là Thanh Hiền. Năm nay em 26 tuổi, em tuổi Tý. Hiện tại em đang là nhân viên văn phòng, phụ trách bộ phận tuyển dụng. Em sinh ra và lớn lên ở Kiên Giang. Điểm mạnh của em chắc là em giao tiếp và em nói nhiều á. Thì đó cũng là điểm yếu của em luôn, em nói hơi nhiều. Em hay tranh luận. Dạ. Cãi lộn á hả? Dạ không phải cãi lộn mà là khi mà mình nói ra một cái ý kiến gì đó mà em cảm thấy chưa được thuyết phục á là em sẽ hay tranh luận. Tranh luận về quan điểm? Dạ đúng rồi. Dạ thường thường em tranh luận những cái vấn đề đó với ai? Thường là sếp em. Trời đất ơi, mình làm tranh luận với sếp luôn hả? Rồi đó là thông tin cô gái màu xanh thích tranh luận. Hai chàng trai mình đặc biệt mà hai cô gái cũng không kém đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn một chút về những cái tình trường. Rồi bây giờ em hãy cho chị biết là tình trường của em sao. Em đã trải qua mấy mối tình rồi?
Tình trường của em thì ba mối tình rồi chị. Ba mối tình. Em có đặc điểm là em không biết cô gái, thường ba mối tình đó là họ cứu em trước. Gái nên, cua. Dạ, cho nên cũng đỡ. Nói chung là lúc mà những thời điểm hai cuộc tình đầu của em đa số là toàn là lúc em còn hơi nhỏ, cho nên là còn bồng bột, với lại nó không có suy nghĩ gì, nó chín chắn lắm. Nhưng mà đa số nguyên nhân chia tay của cả ba mối tình của em là nguyên nhân chính là do em nhậu yếu. Ba bạn nó toàn là biết nhậu không. Hầu như ba mối tình của em là hay ra mấy cái bờ kè Trường Sa ngồi nhậu, mà nhậu đêm em uống không nổi, em về trước, mà về trước thì người yêu mình sẽ đi ngồi nhậu lại với một người nào đó. Buồn quá. Buồn quá. Buồn quá. Tại vì nhói lòng. Nhiều khi bởi em nói em nhịn tới mức độ mà người yêu của em á ra ngồi nhậu bờ kè với bạn bè trai gái tùm lum em không biết. Em phải ra em ngồi uống sữa đậu xanh ở chợ Phạm Văn Hai ngồi em đợi. Chừng nào xong em đón về. Nhiều khi tới 3-4 giờ sáng luôn. Em nghĩ em cũng gán luyện đô lắm mà. Tiệm đậu xanh nào mà bán tới 3-4 giờ sáng nha? Dạ có chị, ngay chợ Phạm Văn Hai có một... À chị biết rồi, đối diện nhà chị xưa có mấy cái xe cho nhỏ đậu xanh đậu nành rồi đó phải không? Dạ em tính cạnh tranh với ổng mà làm không đầy ổng. Rồi tới 3-4 giờ chừng nào bạn gái kêu qua đón về. Dạ. Mà nhiều khi em nhịn tới mức độ mà có những bữa bạn gái em kêu là thôi anh đừng có qua, tại nói chung bên đây có mấy thằng trai đang thích em để em chọc nó chơi cho vui. Thì em cũng ok, em muốn sao được, vui là được rồi. Thì em cứ suy nghĩ là cái gì của mình nó sẽ của mình, còn không phải thì nó sẽ không là của mình. Cho nên là em ok, em chấp nhận hết mọi cái. Nhưng mà cuối cùng thì nó mất thiệt chị ơi. Mất thiệt chị ơi. Mất đau lắm. Mất đau lắm. Mất đau lắm. Sao đau, em đã biết trước vậy rồi. Cái nào không phải của mình, phải của mình thì đã vậy còn đau gì nữa. Em cũng coi nhiều cái video clip TikTok này kia về những cái chủ đề tình yêu á. Em cũng nghiên cứu tâm lý rất kỹ. Nhưng mà thật ra đúng ngay em rất là đau. Thậm chí đau tới mức độ mà em hơi bị lụy tình hơi nặng, cho nên là cũng hơi bị nhói lòng. Em đau cái là tại sao em nhậu không lên đâu được như người ta. Giờ đô em là đô mấy chai? Nếu mà bình thường em uống mà với mấy ông anh như ví dụ anh Đạt của em uống nói chuyện chơi này thì khoảng 2-3 chai là em xỉn. Rồi. Còn ví dụ như mà bữa nào mà gặp gái đẹp gài kèo lắm em uống được 4 chai là đi móc họng ói. Đô em là đô bờ kè á. Bờ kè Trường Sa lại nói hơi bị nhiều luôn á. Giờ em muốn tăng đô không? Dạ không, em không có nhu cầu tăng đô em, tại đô em tới đó là nó hết rồi. Vậy thôi, có gì đâu mà phải là đau lòng với tổn thương. Mình đã chấp nhận số phận rồi mà còn đau lòng tổn thương gì nữa. Nhưng mà ba cái cuộc tình đó là ai là người nói lời chia tay? Thường em có thói quen em yêu ai vậy em sẽ không về nói là chia tay. Em sẽ yêu luôn, như em ngỡ là yêu suốt đời luôn nhé. Còn ai chia tay em thì em chịu, tại em nhịn rất tốt. Tức là trong mối quan hệ nhiều khi quen em thì có những cái tật xấu của họ em thấy hết, nhưng mà em vẫn bỏ qua được mà bình thường. Sao em không nghĩ là người ta thấy tật xấu của em người ta chịu không được? Cũng có lý gì đó. Tại em nhịn được nhưng mà người kia đâu có nhịn được, hiểu không? Yeah. Em thấy tật xấu người ta em nhịn luôn, người ta nhậu em nhịn luôn, tới hồi nó đi với trai luôn, lúc đó em mới chấp nhận là bị bỏ. Nhưng mà ngược lại người ta thấy cái khuyết điểm của em, ông nội này không biết nhậu mà không chịu học người ta bỏ em trước. Mỗi lần mà chia tay em níu kéo như một thằng khùng vậy. Mối tình cuối thì sâu đậm nè, là quen bao lâu? Mối tình cuối em quen 4 năm. Nói chung là ngoại trừ cái vấn đề là một đám cưới ra thì cơ bản hai đứa cũng cơ bản là như vợ chồng rồi. Tại vì quê em ở Bình Phước thì em cũng dẫn bạn đi về đám cưới, bạn bè em hầu như ai cũng biết. Thậm chí mấy hôm nay em thất tình em up lên này kia anh em cũng khuyên nhiều. Cái lý do chia tay là em nói chung là thật ra gần đây cái công ty làm rau củ của em nó không có được thuận lợi. Thì em cũng mới đóng cửa công ty, em tuyên bố là phá sản trắng tay. Thì em nghĩ là hai đứa cũng kinh doanh nhiều cái, không có lý nào mà vì chuyện đó mà bạn nó bỏ em. Nhưng mà cái đỉnh điểm của hôm đó là em mệt. Ở xong em kêu bữa nay á, về sớm mai ra ngân hàng kiếm vay tiền anh kinh doanh. Cái bạn đó nói em lỡ rủ bà chị nhậu rồi. Thì hai người nhậu với nhau khoảng tầm 3-4 chai bia gì đó rồi về. Nhưng mà nhậu phát tới 2 giờ sáng em gọi điện không được. Em mới chạy ra quán nhậu kiếm không có. Cuối cùng bạn nó đi 2 ngày 2 đêm. Đến bây giờ em vẫn chưa biết là đêm đó bạn nó đi đâu 2 ngày 2 đêm. Sau đó về buổi trưa hôm đó về bạn nó nhắn tin chia tay. Em mới kêu là có bản lĩnh ra gặp mặt chia tay. Và kết quả là gặp mặt chia tay thiệt. Chia tay thiệt. Chia tay thiệt. Đây là có bản lĩnh thiệt. Bây giờ chồng vẫn chưa biết là 2 ngày 2 đêm nó đi đâu. Dạ em vẫn chưa biết được. Nói chung em cũng giỏi về công nghệ thông tin, em cũng hack Facebook này kia, em cũng suy nghĩ là chắc là 2 đêm đó đi với một anh nào đó, có thể là đi Vũng Tàu chẳng hạn, chắc vậy. Nhưng mà mai mốt em sẽ không về hack nít nữa, hứa luôn. Hack đau khổ thêm chứ làm gì đâu. Vô hack để đọc á. Dạ hack vô đọc lên, cuối cùng đọc còn tự chuốc khổ cho mình không chị. Đúng rồi, chi vậy mệt mỏi vậy. Hát được luôn hả? Dạ nói chung là có chiêu Zalo em vẫn hát được mà. Đừng hát của chị nha. À không, đâu phải muốn hát là dễ đâu, muốn hát là phải có một cái điện thoại của chị em mới hát được, chứ còn không tự hát được. Nếu mà em hát được vậy thì em ngồi em tỷ phú luôn rồi. Đâu có, nhiều khi giờ em ngồi em tù á chứ. Cũng có lý vậy. Hợp lý. Nếu mà chị hỏi về mối tình cũ này kia rồi em sẵn sống truyền hình, em mượn truyền hình em chỉ nói với người yêu cũ cuối cùng em một câu thôi. Thật ra anh níu kéo em không phải gì, anh yếu đuối hay gì, anh không muốn em mất đi một thằng như anh. Thật sự anh biết anh yêu em tới mức độ nào mà. Nếu mà có thể đổi một cái phổi, một trái tim để cho em sống, anh vẫn chấp nhận điều đó. Bất cứ một cái thứ gì trên đời mà cần với em, anh đều chọn em hết. Nhưng mà thôi,
duyên hết chịu rồi. Anh mấy hôm nay cũng đọc kinh Phật nhiều, anh buông bỏ được rồi. Hay chị. Ngày hôm nay là buông bỏ nè, hôm nay nếu gặp được người yêu đúng ý mình nè, rồi mình còn cái gì cho người ta nè. Nếu mà hôm nay gặp được đúng người, em chỉ có thể nói một câu ngắn gọn thôi. Em chỉ nói một câu thần tượng em nói thôi. Bạn gái bên kia nếu mà anh thích em á, anh sẽ nói em một câu thôi. Anh nuôi em. Anh nuôi em. Anh nuôi em. Tôi nuôi cô. Nếu mà hồi xưa mà em học anh diễn viên hài kịch, có thể cỡ anh Đạt với anh Trấn Thành chứ cũng không có cửa với em đâu. Đúng rồi, không có cửa với em đâu. Em chấm một câu á là anh muốn chết thì chấm một câu. Nào mà đẹp đẹp chúng ta bắt về nuôi luôn á. À, chị giống người yêu thứ tư của em rồi đó. Trời ơi, em nói chị luôn rồi á. Chị giống người. Trời ơi, có ba cuộc tình mà chị là xem thứ tư rồi đó, là chị mệt. Trời ơi, thấy lâu lâu mới làm mai làm bốn, có cái chuyện đó. Có cái ngày đi quay mà nó vui như ngày hôm nay, thiệt là vui hết sức luôn à. Chúc mừng em nha. Bây giờ nè, vô vấn đề chính là muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Em chỉ suy nghĩ là người bạn gái mà em tìm đầu tiên vô yếu tố quan trọng nhất á, là đừng có nhậu sau 12 giờ đêm. Ví dụ nhậu sau 12 giờ đêm có thể là ra bùi viện nhậu có thể hú em ra, nhưng mà uống ít thôi. Uống nhiều quá ép em hồi muốn không nổi em xỉn về trước rồi lại có chuyện nữa. Rồi, gì nữa? Còn thứ hai nói chung là sau những cái gì mà đã trải qua thì em thật sự một người phụ nữ làm sao ở phía sau động viên em. Tại vì cái máu em không phải là cái máu của người thường. Em muốn làm kinh tế, làm kinh doanh, em muốn được giàu có, cho nên em muốn là người phụ nữ phía sau nâng tầm em lên, ủng hộ em là được. Vậy thôi, đông tay nó bắt để em ngoài em xử lý cho. Em không cần là phải nấu ăn ngon, tại em nấu ăn rất ngon. Cũng không cần phải dọn dẹp nhà cửa, cũng không cần mấy gì hết trơn. Cũng không ngại vấn đề làm dâu hết trơn. Nói chung là em đi đâu cứ đi theo đó là được. Em cần gì phụ em đó. Tại vì nhiều khi hậu Covid tới giờ, nhiều khi đó hay quên. Ai nợ tiền mình thì em nói là giùm anh, còn anh nợ tiền ai thì cái đó quên được, ok. Ừ, nó hay quên. Ngoại hình, ngoại hình. À, ngoại hình khá quan trọng. Thật ra quan điểm tình yêu của hiện đại, ngoại hình nó là cái yếu tố khá quan trọng. Tại vì ba người yêu của em hầu như ai cũng nói chung là cũng có ngoại hình á, cho nên em cũng muốn có ngoại hình chút xíu để làm gì, để kiểu như là mình khi mình cưới và làm vợ rồi mình thấy ngoại hình vợ mình cũng ok, để mình khỏi phải đi ngoại tình mất công. Đúng luôn. Có cái chuẩn ngoài không? Ngoại hình như thế nào là chuẩn? Em chỉ cần cảm thấy nhìn vô là dễ thương, đập vô mắt mình ok là được rồi. Em chứ em đâu dám đòi hỏi đâu, đâu phải lên đây thi hoa hậu, tiễn người hoa hậu đâu. Ok. Ai biết của em sao được, để người ta làm mai được. Cao nhiêu hay là cái gì đó. Cao nhiêu, số đo ba dòng nhiêu, tóc dài, tóc ngắn. À dạ, nếu mà nói cụ thể là vậy thì em chỉ cần một bạn nữ, nói chung là cao ít nhất 1m55 trở lên. Tại vì nếu mà thấp quá, đứng hung em đâu tới đâu. Rồi. Em cao mét mấy? Dạ em cao 1m75. Rồi. Còn tóc tai này kia thì cứ thời 4.0 mà, miễn sao thấy mặt hợp với gương mặt là được. Muốn nhuộm màu gì nhuộm, mà đừng có nhuộm mấy cái màu mà nhìn nó dơ dơ quá là được. Cái đó em tư vấn được. Màu nào là màu dơ? Có những cái màu ví dụ như cái làn da mình nó đã đen rồi mà mình xăm mình lên nữa, xong mình nhuộm một cái màu mà kiểu như cái màu xanh, mà kiểu như xanh da trời mà nó lỡ lỡ nhìn, nói chung là nó dơ. Dạ kiểu vậy. Người yêu cuối của em thật ra cũng không được đẹp lắm đâu. Em chỉ là người tư vấn bạn nên đi sửa mũi, sửa xong phát lên tầm hot girl luôn. Vấn đề là cái tiền sửa mũi ai trả? Thì cái tiền đó lúc đó em dịch em bán rau được, và bạn nó lấy cái tiền bán rau của em đó bằng sửa. Bây giờ chia tay bắt đầu không lẽ đòi quà, đòi lại cái cục sượng đó. Em lên đây kiếm bạn gái, phải lên đây để anh này đúng nha. Thật ra chia tay có cái lúc chia gia tài đó. Thật ra hai đứa em vẫn có chia gia tài. Nợ của ai bao nhiêu là cuối tháng chuyển về, hai đứa sẽ chia đôi đứa một nửa. Nó vẫn còn dính những cái đó, là quá trình hai đứa làm chung 4 năm nay. Còn cái xương mũi đó thì thôi, trên sóng nhà nó nói luôn anh tặng cho em đó. Khỏi trả. Gu em sao? Nếu mà gu của em á thì đương nhiên cũng như là gu của anh Đạt vậy thôi. Ví dụ như lấy chị Lâm Mỹ Dạ làm chuẩn tầm đó là ok rồi. Trời ơi. Thường thường á, cái khúc này là buồn lắm. Rồi sao bé này gửi kể vui dễ sợ luôn á. Sao em gái nãy giờ nghe chuyện tình của ảnh em thấy sao? Em tính hỏi ví dụ là em có nâng ngực xong rồi nhớ đến lúc đòi lại đòi hai cục đấy. Ừ đúng rồi. Ủa? Bây giờ anh hết bán rau rồi sợ không có tiền cho nâng ngực quá, anh phải đi vay ngân hàng. Nhưng mà yên tâm nha, anh nuôi. Nhưng mà để trong phim thì ơi, trong ngoài thực tế thì hên xui nha. Anh xui. Dạ. Nhiều khi em hên sao? Tình trường của mình trường sao? Em sao nè? Thì em có 3 mối tình. Một mối là em yêu từ hồi năm em lớp 8, nhưng mà yêu đơn phương thôi, tỏ tình đến chục lần mà không đủ. Cái mối đấy thì nó đúng như kiểu cơn mưa rào á. Khi mà nó đến thì em cũng bất ngờ lắm. Em không biết em thích từ bao giờ, nhưng mà em rất thích nhìn trộm người ta. Em một đam mê nhìn trộm người ta, nhất là nhìn trộm người ta.
đi qua đi lại đi chơi thể thao. Dạ. Em theo người đuổi người ta tầm 3-4 năm thì người ta công khai người yêu, rồi dần dần người ta tốt nghiệp thì em cũng hết mối tình đó. Mối tình thứ hai thì nó bình thường, nó cũng trôi qua rất là bình thường luôn. Còn đến mối tình thứ ba của em là em yêu một người đàn ông có vợ. Thực ra là em không biết người ta có vợ đâu, tại vì lúc đó người ta đến với em là như kiểu là bạn của em quen bạn của ông ấy, rồi ông ấy lại dựa rảnh quá mà thừa người mà thôi quen em đi chờ đấy, thì mới thách nhau là tán em thì đổ thôi, tán thì đổ thôi. Tại vì người ta nói chuyện hay lắm, thì người ta cứ nói trong vòng một tuần thôi là em nói cái gì là em chấp hết cái đấy, là em nghe hết rồi em đổ thôi. Rồi đến lúc nào em mới phát hiện ông có vợ? Rồi đến một ngày mà em bị tai nạn, em bị tai nạn xe máy, thì lúc đó em không có người thân ở đây, em gọi ông thì ông chạy ra rồi ông đưa em đi bệnh viện. Sao kêu bằng ông lớn lắm hả? Hơn em gần hơn một giáp mà. Đưa em đi bệnh viện. Thì sau cái bữa đi ở bệnh viện đấy, buổi sáng hôm sau anh nhắn tin cho em là thôi anh về Bắc đây, em ở lại nhé. Em mới hỏi lại là anh có vợ chưa? Thế là anh gửi cho em một tấm hình gia đình. Là lúc đấy bắt đầu vừa đau vừa khóc, lại còn thêm mưa nữa. Tự nhiên lúc đó sao, tại sao phải hỏi lúc đó? Hồi trước giờ ông lúc quen không hỏi mà tự nhiên khúc đó tay. Tại vì em bạn em nói thì ông này kiểu gì cũng có vợ rồi mà em không có tin. Tại vì lúc đấy em nghĩ là ai xấu như anh đấy thì chỉ có em chọn thôi chứ ai chọn. Ủa xấu lắm hả? Dạ xấu. Thế tại sao em chọn? Tại vì em không yêu bề ngoài, em yêu cái cách người ta nói chuyện. Ngày xưa em cũng xấu mà, ngày xưa em cũng xấu nên là đũa nọ gặp đũa kia thôi. Nên là em nghĩ là người ta xấu thì mình cũng hẹn hợp với người ta. Thi thoảng người ta gọi cho em thì em vẫn nghe. Tại vì gia đình người ta hạnh phúc thế mà, bây giờ mình chen chân vào mình được cái gì, trả được cái gì mà chắc chắn người ta sẽ không bỏ vợ. Người đàn ông đã có vợ rồi, hiếm ai bỏ vợ lắm. Đúng rồi, cho nên á, dù em có vợ đẹp đi chăng nữa, ra đường thì em vẫn có bồ bình thường nha. Chung thủy hay không là do mình chứ không phải do vợ đâu nha. Dạ. Vợ đẹp ra ngoài đường vẫn vậy, tại vì đàn ông là thích của lạ thôi chứ không cần đẹp. Dạ. Đàn ông là 99,9% mà tôi nói câu này nữa tôi bị chửi nữa. 99,9% đàn ông cuộc đời này là ngoại tình. Còn lại những người đó là chưa có cơ hội, chưa gặp người, chưa gặp thôi. Muốn tìm một người như thế nào? Nếu mà như em là nóc nhà đi thì em phải tìm một người là trụ nhà chứ không phải là lúc nào cũng nghiêng về vợ. Bởi vì em là người trẻ, em có rất nhiều cái gọi là bồng bột đi. Nếu mà không có người nắn lại em thì làm sao nhỡ cái nhà nó cứ theo cái chiều hướng đi xuống đất. Nên là em tìm một người đàn ông là che chở được cho em, và thứ nhất là làm được cái trụ nhà. Nhiều khi em khẳng định là nhiều khi em cãi sai đấy, nhưng mà em cố cãi thôi. Em biết em sai nhưng em xin lỗi, nhưng mà người ta phải biết là em sai đấy, ngày sau nói lại em. Chứ không phải là để a dua theo em là ừ em đúng em không đúng, xong rồi đến lúc một ngày thì nó sai bét, rồi đến lúc em nhận ra quay lại mệt lắm. Ngoại hình có yêu cầu gì không? Ngoại hình thì em không yêu cầu gì đâu, miễn là đừng thấp hơn em là được. Còn em là có 1m55 thôi, chắc là ít anh nào dưới 1m55 lắm. Được rồi. Rồi, hy vọng hôm nay sẽ có những cái sự trùng khớp ổn nhau. Ổn ha. Tới phiên em nãy giờ cười hoài hả? Em nghe bạn nữ với bạn nam bên đây chia sẻ mà em sợ luôn. Nhiều chị, nhìn lại của em chắc là không bằng 1/3 của mấy bạn nữa. Mấy mối tình rồi không? Dạ, của em chỉ có vỏn vẹn 2 mối tình thôi. 2 mối tình, kể nghe cho nè. Mối tình thứ nhất thì em sau khi em đi học, em đi xuống Củ Chi, em có làm bên kỹ sư thiết kế. Thì em có quen một bạn cũng bằng tuổi, cũng 89. Sau đó thì em quyết định đi Nhật làm việc, thì em đi học tiếng Nhật. Em đi học tiếng Nhật thì lên thành phố thì bạn nữ ấy ở dưới Củ Chi làm việc và không muốn lên thành phố sinh sống. Quan điểm sống của hai người khác nhau nên em chọn con đường đi Nhật và chia tay. Đi Nhật bao nhiêu lâu? Em đi 3 năm ạ. Em đi Nhật 3 năm về thì em lại quen mối tình thứ hai, cũng là trong câu lạc bộ học tiếng Nhật. Mối tình đó thì ngược lại như em vậy. Em thì đi Nhật về Việt Nam, muốn lập nghiệp ở Việt Nam và định cư ở Việt Nam, còn bạn nữ đi học tiếng Nhật lại muốn qua Nhật làm việc bên Nhật, không muốn ở Việt Nam với em. Thì em chia tay trong im lặng khoảng gần 3 năm rồi. Dạ. Ngộ quá ha. Dạ. Em toàn là trâu lội ngược bò lội xuôi không ha. Dạ đúng rồi ạ. Sai thời điểm. Mẫu hình người phụ nữ lý tưởng em là gì? Cao 1m55 trở lên. Có ngoại hình cân đối tí ạ. Khuôn mặt ưa nhìn. Em thì thích phụ nữ để tóc dài. Nhuộm sao mà đừng có lè lè quá thì được. Da thì em thích da trắng. Tính tình sao? Dạ tính tình em thích một người trưởng thành, có lập trường riêng, có máu kinh doanh tí à. Tại vì em dự định là em sẽ cưới vợ và em sẽ mở cho vợ của em một cái cửa hàng bán mỹ phẩm hoặc là bách hóa hay là các kinh doanh các mặt hàng gì đó, nên em thích một bạn nữ kinh doanh như vậy. Nói chung bây giờ là tài chính của em là đầy đủ hết rồi, nhà có, đất có, chỉ thiếu người phụ nữ bên cạnh là ok. Wow. Lý tưởng quá.
Dạ, hiện tại em ở một mình một nhà, không làm dâu gì hết đâu ạ. Em đang ở một nhà riêng. Vậy ba mẹ ở đâu? Ba mẹ thì ở cách đó cũng 2-3 căn. À, em ở riêng lâu. Dạ. Ừ, chị hiểu rồi. Nếu trường hợp mà bạn ấy muốn lập nghiệp trên thành phố Hồ Chí Minh thì cũng được chị. À, nhưng mà với yêu cầu là bạn ấy là phải có máu kinh doanh một tí. Dạ. Chị hiểu rồi. Nói chung cái chuyện ở đâu tính sao, dạ, tùy theo tình yêu của đám, phải không? Đó là câu chuyện của anh chàng ở ghế màu xanh. Giờ tới em nè, chuyện tình yêu như thế nào? Từ hồi lúc học cấp 3 đến nay thì em chỉ có một duy nhất một mối tình kéo dài là 6 năm. Chỉ có một mối tình duy nhất thôi mà, dạ, mối tình đó kéo dài được cấp 3. Sau 6 năm thì lúc đó là tụi em bắt đầu tốt nghiệp. Sau khi đi làm rồi mình có những cái quan điểm không còn đồng nhất nữa, và không còn tìm thấy điểm chung. Tại vì 6 năm rồi, ừ, cũng cần một cái kế hoạch để đi xa với nhau. Thì bạn đó không có những cái thứ đó và em đã quyết định dừng lại. Có vương vấn gì không? Dạ cũng 3 năm rồi á, thì mọi thứ đã kết thúc rồi. Có máu kinh doanh gì không nè? Em thì em thích tự chủ tài chính. Nghĩa là em muốn tự làm công việc riêng của em, chứ em không thích nội trợ và mãi tập trung ở gia đình không. Máu kinh doanh thì chắc em thích đầu tư hơn, còn kinh doanh thì em chưa nghĩ ra sản phẩm gì để kinh doanh. Cái đó sẽ là một thời gian sau, ví dụ em tích đủ điều kiện cho bản thân mình rồi bắt đầu mình tìm kiếm cái sản phẩm hay gì đó để mình kinh doanh. Mẫu người đàn ông lý tưởng em là gì? Dạ, em thích người đàn ông trưởng thành, có ý chí cầu tiến, yêu gia đình một tí. Tại em cũng hơi hướng rất là yêu gia đình, tôn trọng người lớn và rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Nói chuyện văn phòng quá vậy ta, nó gọn gàng giống như là ở đây là một chồng vợ, cái chỗ này là phải để bút vô bút, ở đây là phải máy tính, nó khô khổ vậy hả? Công việc của em là tuyển dụng á, nên sẽ phỏng vấn các bạn nhiều á, nên bắt đầu cái phong thái của tụi em giống như gọi là bệnh nghề nghiệp á nè. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Dạ đúng rồi chị. Rồi chàng trai đó trước nha. Dạ em là Tuấn. Hôm nay em tới với ai? Dạ hôm nay em đến chung với anh Kình. Anh Kình. Thế thì bây giờ nhận xét về hai cô gái bên đây như thế nào? Hai bạn nữ bên đây rất là xinh đẹp và rất là giỏi giang. Theo quan điểm của em á, thì bạn ghế màu xanh thì sẽ phù hợp với anh Kình hơn. Về tính cách và ngoại hình thì tương đối phù hợp. Rồi, gọn gàng. Gọn gàng. Rồi, mời em gái. Em tên là Trang, em là bạn của Thanh Hiền, ghế màu xanh. Em thấy hai anh rất là dễ thương, rất là vui, rất là hài hước. Về phía em thì theo em thấy thì anh ghế màu xanh hợp với bạn em hơn. Tại vì cũng đi nhậu rồi ca hát rồi với lại thấy anh ghế màu xanh nhìn chung thì em thấy hợp với bạn em hơn. Người nhà của hai bạn màu xanh thấy cũng hợp với nhau lắm. Thấy hợp rồi, thấy hợp luôn hả? Mở cửa trái tim. Tươi tươi lên chứ trầm buồn vậy. Dạ, hồi hộp gì? Hồi hộp cái gì? Hồi hộp cái gì? Em tính là tặng quà là em sẽ tặng có một cái sự chủ đích bạn nào mà em thích mà em sẽ gắn bó suốt đời á. Em sẽ tặng con này. À, chứ mà anh xin phép tặng cho em, chúc em mọi điều tốt tốt đẹp ha, tất cả ha, công việc mọi cái. Chủ anh này cũng uống trà sữa chứ không cũng nhậu. còn em ghế đỏ, anh cũng xin phép tặng gửi em. Nhé. Ừ, chúc em tất cả nha. Con nó đặc biệt hơn mà phải không? Dạ, con nó đặc biệt lắm. Rồi mở cửa trái tim ra thì cảm xúc đầu tiên của em như thế nào khi nhìn thấy hai cô gái của chương trình? Chắc mình nói thật lòng đi ha. Em thấy hai bạn nói chung là ngoại hình dễ thương, nói chung nhìn là có cái độ hiền rồi. Tại do môi trường em tiếp xúc thường, tiếp xúc mấy bạn nữ nó hơi dữ. Nhìn hai bạn này có cái nét rất là hiền, mẫu phụ nữ kiểu như là hiền dễ thương vậy em ít được gặp đó nè. Tại đa số môi trường tiếp xúc những cái bạn nữ toàn là đồ bất tử không à. Đó cho nên là cái cách thần thái hay gương mặt hay là ăn nói của họ cũng khác. Không biết nói sao nữa. Không biết nói sao nữa. Gì mới gặp bạn gái mà thở ra trời. Như gặp hai người phụ nữ đẹp thì tiên ngồi thở ra. Sao tại bị rung quá chị. Quên nữa. Anh hỏi em sư tử một xíu. Em ôm sư tử, ôm gấu sư tử đúng không? Em có thể chia sẻ nhẹ ví dụ quan điểm tình yêu của em như thế nào được không? Tại đến đây chủ yếu là anh kiếm tình yêu chứ phải về đây để anh kiếm tinh tế trong đây. Nếu mà anh hỏi kiếm tình yêu á thì em thế này, quan điểm của em là tình yêu và kinh tế nó đứng ở hai cái gần như song song nhau. Có thể cái tình cảm nếu mà bản thân em bây giờ em còn trẻ thì có thể cái tình cảm em đặt lên nhiều hơn, nhưng mà sau khi có gia đình em có con thì em sẽ đặt cái kinh tế nhiều hơn một xíu. Còn hai cái này nếu mà anh hỏi em chọn nào em sẽ không chọn cái nào cả, tại vì em sẽ chọn cả hai cơ. Sắp tới ví dụ như là kinh tế thì mình sẽ làm cái này cái kia nọ, nói chung rất nhiều cái. Thì ví dụ như em có cảm thấy là cái độ tuổi của em là em muốn là tình yêu nhiều hơn so với kinh tế không? Tại dính với anh là toàn là công chuyện không à, đầu óc anh lúc nào cũng vậy hết trơn á.
Nhiều khi sao em chịu không nói nhiều cái. Nếu mà nói về công việc á, em cần một người đàn ông. Khi mà anh đi làm thì anh hết tâm về cái công việc. Còn khi anh đã về nhà với em, về nhà với con thì anh sẽ đứng ở cái vị trí là người cha, chứ anh không phải là đứng ở vị trí giám đốc, anh chỉ xuống thế này. Nó sẽ khác nhau. Ví dụ anh ra ngoài đường, anh trong công việc, có thể em sẽ đi cùng anh. Nhưng nếu mà anh mang cái công việc của anh về nhà áp lên vợ và con thì điều đó không chấp nhận. À rồi, anh hiểu rồi. Yeah. Anh thì nói chung là bị hơi bị lạm dụng cái tính công việc. Anh cũng sẽ cố gắng cái gì đó gọi là thay đổi chút xíu. Nhưng mà chủ yếu là anh muốn hỏi là làm này làm kia anh sẽ nhờ em phụ. Em có muốn hỏi gì anh không? Trong một ngôi nhà em là cái nóc rồi. Anh có lúc nào cũng nghe theo em không? Ừ, lúc nào anh cũng nghe theo em hết. Nãy không nghe người ta chia sẻ là người ta không thích người đàn ông mà phụ nữ nói cái gì cũng nghe. Nhưng mà em không thể nào thay đổi được cái tính đó của em thật sự. Em thật lòng, không có là em dạy gái luôn. Đối với em, người phụ nữ nó quan trọng lắm. Tất cả mọi cái kim chỉ nam em đều hướng về phụ nữ hết trơn. Chỉ cần rảnh rỗi suy nghĩ là em lại kiếm người phụ nữ. Còn dù người phụ nữ kêu gì được trơn, nói chung muốn ăn gì, muốn đi đâu, muốn làm gì quyết hết đi. Khỏi hỏi ý kiến em, chắc chắn em sẽ đi. Cho nên em mẫu người nó bị như vậy rồi. Nhiều khi muốn thay đổi không thay đổi được. Chỉ có duy nhất thôi là lúc mà vô công chuyện á, làm này làm kia thì được, cái đó ok là anh quyết hết trơn, không có cơ hội quyết cho anh đâu. Khỏi cãi. Tại vì muốn cãi với anh là phải đưa một cái lý hay hơn. Ví dụ hồi xưa em quen bạn gái, em tuyển nhân sự một tháng ví dụ 8-10 triệu, bạn nói sao lương cao vậy, em nói vậy bây giờ em kiếm được một người nào đó lương thấp hơn đi thì anh nghe em, còn không có thì cứ để anh xử lý đó. Em muốn là một là góp ý là có giải pháp luôn, còn không để em xử lý chứ đừng bàn ra phải không? Dạ kiểu vậy, tại vì em đã giải quyết, em thấy nó đã ok nhất rồi, thị trường giá nó vậy rồi. Mình đè lương, mình bóc lột sức lao động người ta quá, sống nhà không có đứt. Rồi lâu quá, tới người này. Dạ, để anh Châu à. Ngồi chờ cũng hơi lâu rồi. Sorry. Anh có quà gửi cho em. Cảm ơn. Anh có quà gửi cho em. Dạ rồi, cảm ơn nhé. Cảm nhận của em khi mà cánh cửa trái tim mở ra nhìn thấy hai cô gái này như thế nào? Cảm nhận của Cạnh dành cho hai bạn nữ là rất là dễ thương ạ. Về ngoại hình là ok, ổn áp ạ. Em thì em lại có thiện cảm với bạn ghế xanh hơn. Thì cũng gọi là thuộc cái tip người phụ nữ của em đang tìm kiếm. Có nét gọi là hiện đại và cũng có truyền thống ở trong nữa. Bạn ngồi ghế đỏ thì là nhìn có vẻ là khá là cá tính chị ha. Đó là cảm nhận của em ạ. Rồi. Dạ, em gửi. À, trời, cảm ơn em quà. Cảm ơn em nhiều. Rồi, cảm ơn em. Cảm nhận của em về hai chàng trai của chị như thế nào? Hôm nay hai bạn rất là lịch sự, rất là nam tính. Em thì cũng sẽ thấy thiện cảm hơn ở bạn nam ghế xanh hơn. Hai bạn có thể trò chuyện với nhau một xíu đi. Nếu mà người ta có thiện cảm với nhau thì mình nên nói chuyện để hiểu nhau nhiều hơn. Hiền ơi, anh kết nối với em một tí nha. Dạ. Hiện tại thì Hiền ở thành phố, ở chỗ nào vậy em? Dạ, em đang ở nhà bè. Mới nãy đó, Hiền chia sẻ là Hiền hơi tranh luận một tí đúng không ta? Dạ. Tranh luận ở đây là sao vậy Hiền? Chỉ là khi bất đồng quan điểm với nhau thì em hay tranh luận. Không phải là thắng thua mà là tranh luận ở đây để rõ, hai người rõ hiểu ý. Một là thống nhất theo một ý của người nào đó. Hai thì hai người sẽ đi hai đường nhưng mà vẫn tôn trọng ý của người kia. À, khi mà người ta không đồng quan điểm với em thì em giận, em thể hiện cái cảm xúc ra như thế nào vậy Hiền? Nếu mà em tranh luận mà em thấy cái đó quá đúng, cái phần trăm đúng nó quá nhiều thì có thể là em sẽ khóc. Em tranh luận mà thua mà em thấy cái phần đúng của em nhiều hơn thì em sẽ khóc. Là tức, ấm ức quá. Dạ đúng. Cho nên phụ nữ luôn đúng nha trời. Dạ em biết rồi chị. Ví dụ như anh một tuần anh lên thăm Hiền một lần được không? Tại vì anh ở Đồng Nai, anh đi về Thủ Đức cũng khá thường xuyên. Dẫn em đi ăn hoặc đi xem phim hoặc hẹn hò với em một tuần một lần được không? Dạ được ạ. Tại vì công việc em cũng bận, chỉ có cuối tuần mới rảnh. Em thích ở cái kiểu như là thích ở chung cư hay là thích ở nhà riêng của mình? Hiện tại là em đang ở chung cư. Còn nhà riêng hay không nó tùy theo quan điểm lúc đó em lập gia đình. Em không có giới hạn, nhưng mà ví dụ như sau này có con á thì em vẫn nghiêng về chung cư hơn. Em hỏi gì không ạ? Biết là gia đình anh có mấy người? Gia đình anh có 5 anh em. Anh là con kế út, ai cũng có gia đình hết rồi. Anh là đang lập nghiệp ở Đồng Nai, gia đình anh cũng ở gần đó. Nhưng mà sau này anh lên với vợ anh sống thì có được hay không? Ok, em không có vướng bận gì hết. Tại vì anh ở một mình, cuộc sống của anh, tương lai của anh là anh quyết định. Nhưng mà ba mẹ anh sau này lớn tuổi thì sao, có cần phải anh ở bên không? Ba mẹ anh lớn tuổi thì có chị anh lo rồi. Kỳ vậy, chị đi theo chồng chứ sao chị lo cho ba mẹ? Chị của em lại thích chăm lo cho ba với mẹ hơn. Còn em với anh trai ở nhà thì ba với mẹ kêu cứ lo cho vợ là được. Ở đâu cũng quan trọng. Con vẫn có hiếu, dù ở xa 80.000 cây số vẫn có hiếu, mà con bất hiếu ở trong nhà nó cũng không làm gì cho ba mẹ đâu. Đúng không ạ? Bây giờ các bạn chia sẻ cũng nhiều rồi, bây giờ mình qua nắm tay nha, mình nói chuyện đi. Mình đo cảm xúc coi được thì mình là tới luôn. Sao em trầm tư quá vậy? Sao mặt căng vậy? Anh tịnh qua trước. Anh tịnh học kinh nghiệm. Đúng rồi, qua trước đi, hồi nãy giờ toàn là bị động. Em là bị động đúng không? Bị động đúng rồi, chủ động đi. Dạ. Đúng rồi. Anh nắm tay em nha. Nói gì nói đi, chốt kèo đó nha. Nói xong là về chỗ bấm nút luôn á. Cảm giác của em nhìn anh cảm thấy như thế nào khi mà nắm tay nè? Thấy nắm tay ấm áp. Ấm áp hả? Anh cao bao nhiêu?
Anh cao 1m65. Em cao 1m61. Hèn chi mang đôi giày cao gót vô là muốn hơn ta rồi đó. Muốn hơn luôn rồi. Em hơi thích bạn nam sẽ cao hơn em một tí. Em mang giày thấp xuống một chút. Hiện tại thì anh cũng đang rất là nghiêm túc trong mối quan hệ. Tại anh cũng 33 tuổi rồi. Em cảm thấy có một chút thiện cảm gì thì bật đèn xanh cho anh nha. Like like gì nữa, tới mình vậy? Còn like kiếm sống truyền hình nữa gì. Ủa tao em hả vậy? Đúng rồi. Trời đất ơi. Gì thử ra hoài vậy trời. Em anh thẳng thắn với trong lương tâm của anh luôn. Em ngoại hình rất ok, anh chắc chắn em khá mạnh mẽ. Còn không phải là anh lên đây để kiểu như là lên đây để ngồi chơi hay làm gì đâu. Thật sự anh đang rất là cần một người nào đó đưa anh khỏi một cái tâm tối. Người cũ nó bỏ anh rất là đau. Nhưng mà thật sự mà nói khi mà hôm nay lên chương trình này xong á, chia sẻ tới lui anh mới ngộ ra một điều á. Thật ra hình như tới độ tuổi của anh, độ tuổi 30 này á, anh cảm giác hình như là tình yêu nó anh bị sợ quá. Anh sợ cảm giác chia tay lắm. Thật sự anh chịu hết nổi rồi. Bây giờ nói chung là cái khoảnh khắc nắm tay này, anh chỉ muốn nói những cái sự thật trong tâm của anh. Anh không thích nói xạo. Thì á, ví dụ như là sau chương trình này mình cứ giữ liên lạc với nhau. Khi nào em muốn ăn cơm hay ăn khoai lang chiên của anh đó, lúc nào cũng sẵn sàng. Bất cứ đâu, em quận 8 hả? Dạ đúng rồi. À, quận 8 nói chung là đường đi nó hơi khó nhưng mà anh vẫn qua được. Dạ. Tại anh cũng rành đường Sài Gòn lắm. Dạ. Hẻm hóc món ăn ở đâu anh đều biết hết trơn luôn. Đừng có suy nghĩ là trên sắp chương trình anh lên đây anh chê gì đâu nha, không có đâu nha, không phải vậy luôn. Tức là anh chỉ muốn nói là cảm xúc của anh hiện tại nó chưa đủ để mà kiếm người yêu gì hết trơn á. Mong em bỏ qua cho anh. Rất cảm ơn anh. Ok, một cô gái mạnh mẽ. Cảm ơn anh. À, nói chung là bây giờ là của cải còn nguyên chứ hiện nay là chưa có anh nuôi em phải không? Dạ, ý là thì bạn nó muốn ăn gì ngày nào em cũng sẵn sàng. Chỉ là em cảm xúc của em cảm giác hình như là người yêu cũ nó cũ nó cứ ồ trong trí não. Trời ơi, lên đây mà người yêu cũ nữa không nội, hàng chi đã giờ là mượn sống chương trình lên đây toàn gửi lời người yêu cũ không à. Hàng gì mặt nãy giờ buồn thiêu. Rồi, hít thở sâu và suy nghĩ chín chắn nha. Bây giờ mới là khoảng khắc quyết định nè. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speed Couple nha. Mời các bạn đặt tay vào cái nút bấm bên cạnh cái ghế của mình nhé. Có hai cái rồi. Nút, một màu đỏ và một màu xanh. Sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt, nếu chúng ta cảm thấy có tình cảm với người nào và muốn tìm hiểu người nào thì chúng ta cứ bấm vào cái nút đó. Nếu như chúng ta không rung động, không có cảm xúc thì chúng ta có quyền không bấm. Nhưng bấm là phải trân trọng. Mời rồi. Các bạn đặt tay vào nút bấm á, nhìn về phía trước. Nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng nói của con tim mình. Chương trình Ghép Đôi Thần Tốc là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Bây giờ là khoảnh khắc quyết định. Các bạn phải đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 4 3 2 1 Em không cần là phải nấu ăn ngon, tại em nấu ăn rất ngon. Cũng không cần phải dọn dẹp nhà cửa, cũng không cần mấy gì hết trơn. Ai nợ tiền mình thì em nốt ra giùm anh. Còn anh nợ tiền ai thì cái đó quên được, ok. Ừ. Nó hay quên. Ngoại hình có yêu cầu gì không? Ngoại hình thì em không yêu cầu gì đâu. Miễn là đừng thấp hơn em là được. Ừ. Còn em có 1m55 thôi, chắc là ít anh nào dưới 1m55 lắm. Nói chung bây giờ là tài chính của em là đầy đủ hết rồi. Nhà có, đất có, chỉ thiếu người phụ nữ bên cạnh là ok. Dạ, em thích người đàn ông trưởng thành, có ý chí cầu tiến, yêu gia đình một tí. Tại em cũng hơi hướng rất là yêu gia đình. Dạ, bắp. Hết thời gian à. Chúng tôi chỉ nghe một cái tách. Cái cặp màu đỏ đó thì thôi mình cũng biết cái kết quả rồi. Ừ. Nhưng mà bạn áo xanh tại sao em không bấm? Thường em thích và quen một người thường là cảm giác đầu tiên. Anh cho em thiện cảm nhưng mà cảm giác đầu tiên em chưa cảm thấy rung động. Rồi mời các bạn đứng lại phía trước. Nè hôm nay lạc quẻ nè thấy không? Cuối cùng bốn đứa lạc nhau luôn lạc thấy không? Hết. Chị và anh Đạt cũng làm hết sức. Tụi em cũng đã thể hiện hết sức. Nhưng mà cảm xúc nó vẫn là quan trọng nhất trong cái tình yêu. Thì lần này chưa may mắn, chúc cho các bạn sẽ gặp may mắn lần sau nha. Cảm ơn các bạn đã đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Và kính thưa quý vị, đối với cặp đôi thất bại thì cũng đừng lo. Vì chương trình sẽ dành tặng cho các bạn một phần quà. Đó là gói premium của ứng dụng Speed Couple. Một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh, thân thiện sẽ giúp cho các bạn độc thân sẽ tìm được một nửa của mình. Và trong ứng dụng này các bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai bà Mối là duyên dáng nha. Xin gửi tặng mỗi bạn một phần sản phẩm cốt súp gà của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Và sản phẩm này không có chứa MSG và không dùng chất bảo quản. Đây. Rồi xin gửi tặng hai bạn nha. Cảm ơn chị. Rồi tặng các bạn luôn. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ đăng ký tham gia chương trình Ghép Đôi Thần Tốc bằng cách
tải và cài đặt ngay ứng dụng Netlove. Hãy truy nhập ứng dụng Netlove để được đăng ký tham gia chương trình một cách nhanh nhất nha. Để chương trình được phát sóng vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Split Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị.